Mọi người thấy học cái môn này nó có rất nhiều kiến thức bên ngoài đúng không? Nó cũng ngoài cái việc chúng ta học mỗi tay sweep xong chúng ta còn phải kết nối cái tay bridge với cái những cái thông tin với những cái kiến thức khác mà chúng ta đã có ở những kỳ trước hoặc thậm chí là có ở những cái môn khác nữa, không phải là đọc code tay sweep không. Nên là thành ra cái môn này tự nhiên thành khá là nhiều cái case cần phải giải quyết. Người ta gọi là case study ấy, tức là đặt ra những cái bài toán mà nếu như thế này thì làm sao, nếu như kia thì làm sao, em muốn conflict với thư viện này, em muốn code theo kiểu kia, dẫn đến là nó cũng rất nhiều cái vấn đề phải giải quyết chứ nó cũng không phải là mỗi một cái công nghệ là TypeScript không. Như có nhiều bạn cũng đang chưa 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 kịp về. Thầy đang học một cái khóa trên Coursera nó tên là gì ạ? Phòng chống nghệ thuật hắc ám kỹ thuật số bảo mật công nghệ thông tin, gần học xong rồi, đây đang học được cái bài này rồi nhưng mà chưa chưa kịp làm, không dám thoát ra, sợ thoát ra nó mất mất cứ để đây. Cũng sắp đến giờ rồi, thầy sẽ mở, chúng ta sẽ mở sẵn một cái, chắc là thầy cho mình sẽ làm sẵn một cái bay nhỉ, một cái bay mới nguyên. Nhiều khi thầy sợ là thầy dùng cái bay lớp thầy thì nó lại không có bắt đầu từ đầu, nhiều khi nhiều bạn lại thấy là nó cũng hơi bỡ ngỡ, thì thầy sẽ mở sẵn một cái thư mục trống không đúng không, hoặc tí thầy mở cũng được, rồi mấy cái linh tinh này thầy tắt bớt đi nhá, sợ nó lag. Cả Bungo DB này đúng không ạ? Chỉ để lại mấy cái liên quan đến buổi học ngày hôm nay thôi. Rồi. Thoát được luôn. Nào các bạn gõ vào khung chat giúp thầy xem là tất cả chúng ta đang học TypeScript thầy nào nhỉ? Mọi người gõ tên thầy giáo mà các bạn đang theo học môn TypeScript nào, hay có bạn nào đang ra trường rồi vào đây giao lưu không? Ok, bạn Lâm, bạn Nghĩa học thầy chính, bạn Khánh với bạn Lâm học thầy này, bạn Toàn học thầy này. Đa số là sinh viên của thầy đúng không? Có một số bạn sinh viên ở lớp khác. Có một bạn thôi. Thế còn những bạn khác thì sao? May quá thầy cũng không trùng tên với thầy giáo nào ở trường. Có một thầy là thầy Hoàng, nhưng mà thầy Hoàng thì hình như ở bên ứng dụng phần mềm chứ không phải ở bên bộ môn công nghệ thông tin. Còn JavaScript thì chỉ có một thầy tên là Hoàng thôi. Cũng khá khá nhiều đúng không? Mọi người thấy môn này khó không? Đánh giá ba nấc thang điểm thì khó, vừa và dễ, thì các bạn đánh giá môn này là khó hay dễ? Tính đến thời điểm hiện tại là khó hay dễ? Khó. Khó, một bạn bảo là khó, còn bạn Khánh cũng bảo là khó. À, ok. Chúng ta đang có 9 buổi học rồi, trong đó thì chủ yếu là một số bạn lớp thầy thì cũng biết là cái buổi thứ 8, buổi thứ 9 rất là chậm, buổi đấy chỉ là củng cố lại, xử lý lại sổ bay rồi ôn tập thôi. Sợ nhất là có một số bạn thì định nghỉ những buổi đầu tiên đấy, xong là sau đó đi học thì lại kêu khó, thì chúng ta phải kêu khó ngay từ cái buổi mới bắt đầu tiên đi học ấy, chứ là chúng ta thấy khó phát chúng ta phải kêu luôn, thầy không cấm các bạn kêu cái vụ đấy nhé. Chúng ta mất gốc chúng ta phải kêu luôn, chúng ta yếu JavaScript hoặc là yếu cái gì chúng ta phải kêu luôn đúng không ạ? Ở đây thì cũng có vài bạn kêu khó thôi, còn lại chắc một số bạn khác là thấy bình thường hoặc là chưa có cảm nhận gì hay là như nào không biết.
mọi người cứ cứ phải giao lưu, phải gõ vào đấy để thầy còn biết là chúng ta đang gặp vấn đề gì. Còn những bạn khác thì sao? Khó hay dễ hay vừa, gõ một chữ cho thầy biết nào. Nhiều bạn học thầy đạt từ kỳ trước thì chắc là cũng đã tiếp cận với JavaScript rồi, tiếp cận với React rồi nên là dễ đúng không? Không bạn nào bảo dễ à? Hôm nay bài kiểm tra bên thầy cũng khá là dễ mà thầy thầy cũng hơi bất ngờ tại vì chúng ta làm rất là mất thời gian, rất là lâu. Thế thì môn này thì có hai buổi tutorial, hai buổi tutorial này hai buổi chúng ta nên tham gia 100%. Còn nếu như mà chúng ta lăn tăn cái vụ là học như nào, phương pháp học thế nào, phương pháp quản lý thời gian, quản lý dự án như nào, chúng ta có thể giao lưu thêm với thầy vào một cái buổi thứ bảy chủ nhật nào đó đúng không? Buổi tối mà thầy rảnh thì các bạn chỉ cần có nhu cầu thôi thì chúng ta sẽ có một buổi chúng ta sẽ làm một cái buổi giao lưu thêm về phương pháp học hoặc là gọi là trải lòng đúng không? Em bị mất gốc thì làm sao? Em làm đồ án tốt nghiệp thì em chọn đội nhóm như nào? Em phải học cái gì trong học kỳ năm này? Hoặc là talk show, gọi là talk show cũng được. Talk show vậy đúng không? Talk show luôn à? Thế thì sinh viên của kỳ cuối nó gặp rất nhiều vấn đề các bạn nhé. Gặp rất nhiều vấn đề và thầy khuyến khích các bạn nên tìm cách giải quyết theo hướng là mình sẽ phải fun một chút, mình cởi mở và mình tư duy tích cực và mình cần tìm đến những người đã có kinh nghiệm rồi để có thể chia sẻ được. Các bạn có thể chia sẻ riêng tư được hoặc thoải mái hơn thì các bạn có thể vào một cái talk show hoặc vào một cái buổi trò chuyện thầy trò có thể chia sẻ về CV hoặc có thể về cách xin việc, có thể chia sẻ về về công việc, về dự án, về tương lai, về feedback. Các bạn cứ phải thoải mái cái vấn đề đấy thì nó mới học dễ được. Có mấy tháng nữa là bye bye rồi. Cũng khá đông rồi, 53 bạn rồi. Chúng ta không lòng vòng, chúng ta sẽ vào đúng phần chính luôn này. Thầy đang mở sẵn một cái cửa sổ trống trơn nhà nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dự án và chúng ta sẽ học TypeScript với React. Tại sao lại học TypeScript với React? Tại vì hiện tại thì chúng ta thấy là React nó đang là cái thư viện phát triển nhất ở trên cộng đồng lập trình đối với JavaScript. Và TypeScript thì nó là một cái superset của JavaScript các bạn nhé. Ở những buổi học đầu tiên các bạn đã tiếp cận với cái khái niệm là TypeScript nó là cái gì rồi. Đây là nó là phần lý thuyết thôi. Nó được gọi là superset của JavaScript. Đó. Mà React thì lại là một cái thư viện đang phát triển nhất và đang đứng đầu cái cộng đồng JavaScript này. Nên chúng như thế chúng ta sẽ chọn React để thử nghiệm cái ông TypeScript này đúng không ạ? Superset nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là nó bao gồm cả những cái tính năng mà JavaScript có nhưng mà nó lại siêu hơn một chút về định nghĩa kiểu, siêu hơn về một chút về khai báo, chặt chẽ hơn về một số cái convention đúng không ạ? Một số cái rule. Thế trong này thì người ta cũng hay để ý là người ta hay có cái hình JavaScript nó chỉ là một phần con ở bên trong TypeScript thôi. Đó. Chúng ta hay nhìn thấy cái hình này rất nhiều lần. Về cơ bản nhé, TypeScript nó không thực hiện ngay được mà nó sẽ phải dịch ngược trở về JavaScript, rồi JavaScript dịch ngược trở về mã máy thì mới có thể thì cái chương trình mới có thể chạy được các bạn nhé. Nên là hai lần compiler và thông thường chúng ta hay phải cài cái ông TS để dịch đấy, TSC đúng không? Đó là những cái buổi đầu tiên các bạn học ấy, các bạn sớm muộn gì các bạn cũng sẽ phải cài cái ông TSC và ông TS load. TSC này. TSC nó là viết tắt của TypeScript compiler đúng không ạ? Compiler. Đó. Đấy xong rồi nhiều khi ở lớp thầy thì thầy còn đang bảo các bạn là phải cài thêm cái ông TS load nữa. TS load chính là ông này này để code những cái TypeScript ở trong môi trường load. Thì thực ra thì cái này nó bổ trợ và chúng ta còn có thêm một số cái liên quan đến cái việc chúng ta xây dựng dự án nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ bổ luôn vào Vite và chúng ta sẽ học ở trong Vite các bạn nhé. Vite nó là một cái, nó không phải là một framework, nó cũng không phải là một thư viện. Nó là một cái công cụ để build lên dự án thôi ạ, công cụ để xây dựng dự án thôi. Công cụ này nó đã cấu hình, nó đã tích hợp sẵn là Thầy chưa xem màn hình chưa xe à? chưa Để xem màn hình lại nhá. thầy chưa chưa xem màn hình Ừ.
đợi thầy xíu, nó mới bắt đầu thôi. Không biết mic bên kia có ai không? Đoàn Đăng Dương giơ tay phát biểu đi em. Hay bạn đã ấn nhầm nhỉ? Đây thầy xoay đây rồi. Thầy kéo cái khung này lên trên nhé, để quan sát cho nó dễ. Nhiều khi để chung một cửa sổ này thầy cũng đang không biết là thầy có đang xoay hay không. Nhiều khi còn phải đọc khung chat nữa đúng không? Đó. Vừa nãy thầy có chia sẻ với cái hình ảnh về tai sweep đúng không? Tai sweep superset. Thầy xoay lại cho các bạn nhé. Đó, tai sweep đây. Các bạn gõ tai sweep nó ra cái hình này đúng không? Đó, cái hình này. Đây là tai-sweep.org, cái trang chủ của tai-sweep. Trong này cái doc này nó khá là khó đọc các bạn nhé. Doc nó khá là khó đọc. Là nếu các bạn vào cái phần image, tìm kiếm với image thì các bạn sẽ thấy là tai-sweep nó định kiểu và nó sẽ bao gồm cả những cái gì chúng ta học với JavaScript. Đó. Các bạn thấy là khi mà mình học TypeScript là mình phải học qua JavaScript thì nó dễ hơn, chứ nếu mà bục ngay vào TypeScript thì nó sẽ phải học từ đầu khá là khó. Thế JavaScript xong đến ES5, xong chúng ta mới có ES6. ES6 chúng ta có những cái cú pháp về arrow function, về module, về var, về về less và về const, về destructuring, rất nhiều cú pháp hay xuất hiện từ ES6. Đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta mới có TypeScript, mới có annotation, mới có types. Cái type và cái annotation ấy, nó là hai cái khái niệm quan trọng nhất của TypeScript các bạn nhé. Về sau thì nó sẽ xuất hiện thêm nhiều cái khái niệm nâng cao, nhưng mà hai cái khái niệm này là chúng ta đang gặp ở ngay cái assignment 1 này. Đó. Bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta sẽ bổ ở viết. Bây giờ các bạn có một cái công cụ build là viết nó khá là hay rồi. Và lake generation front end building đây. Đây build hoặc là xây dựng hoặc là cấu trúc một cái dự án thì người ta cũng cũng có thể gọi chung với một cái từ là tuning build cũng được. Thế ở đây thì các bạn thấy là nó đã tạo ra một cái môi trường có thể là gần như là đầy đủ luôn. Nếu mà các bạn cần tùy chỉnh thì các bạn sẽ cấu hình thêm. Thế thì viết nó cũng được viết tắt bởi một cái từ trong tiếng Pháp, nó có nghĩa là nhanh. Vì chính vì thế nên là nó tích hợp những cái công cụ hiện đại nhất. Thầy không biết là về sau nó có phát triển, nó có làm việc với cái ông Bun không? Đây nó đang làm việc với ông Bun này. Tức là làm việc với ông Bun nó còn nhanh hơn nữa các bạn nhé. Hiện tại chúng ta đang có LPM, YAN là những công cụ quản lý gói rất là bình thường. Về sau chúng ta có PNPM, tức là cái Performance NPM, hay còn gọi là NPM hiệu suất cao ấy. Dịch ra nó là LPM hiệu suất cao. NPM nó là cái gì thì nó là Node Package Management đúng không ạ? Manager, tức là công cụ quản lý gói cài đặt Node. À. Còn Bun này thì nó quá nổi tiếng rồi. Dạo gần đây Bun nó tạo lên một cái trào lưu là nó đang nhanh gấp rất nhiều lần NPM, gấp rất nhiều lần nốt các bạn nhé, xin lỗi các bạn, bun nó nhanh hơn nốt. Hiệu suất thì người ta cũng chia sẻ là cũng khá là nhiều cái hay, nhưng mà chúng ta chưa học cài bun luôn từ cái kỳ năm này. Thế bây giờ chúng ta sẽ build cái dự án với Vite. Thì thông thường các bạn sẽ sử dụng NPM hoặc PNPM cũng được. Các bạn sẽ có LPM create Vite, rồi nếu như các bạn muốn tùy chỉnh theo kiểu là chúng ta sẽ kết cấu là có tên dự án này, có template này, thì các bạn sẽ trừ trừ đúng không? Cách lại trừ trừ template. Thì cú pháp này nó hơi dài, các bạn có thể nhớ cú pháp này thì càng tốt. Còn nếu mà các bạn không nhớ thì các bạn chỉ việc nhớ cái chữ là LPM create with thôi. Rồi sau đó nó sẽ có nhiều cái tùy chỉnh đằng sau. Hiện tại thì thầy sẽ cần phải tạo dự án trước khi chúng ta có cái nội dung bài học ngày hôm nay. Mọi người để ý nhé, chúng ta sẽ có một cái dự án trống trơn ngoài này. Thầy sẽ tạo luôn ở ngoài desktop đi chẳng hạn đúng không? Máy thầy thì thầy sẽ CD ra ngoài desktop như này. CD ra ngoài desktop đúng không? Đó. CD là di chuyển, còn đâu cái dấu ngã này nó có nghĩa là trang home mà đi sang desktop thì home suộc desktop như vậy thôi đúng không ạ? Trong này thì các bạn thấy là có một số cái thư mục có sẵn như này. Bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái thư mục, một cái suộc code, một cái bộ dự án mới cho những cái buổi học của chúng ta. Giả sử như thầy sẽ tạo ra một cái dự án với LPM create with enter luôn đúng không ạ? Ở đây thì các bạn sẽ nhận những cái tùy chỉnh, những câu hỏi. Các bạn muốn đặt tên dự án là gì? Ví dụ thầy đặt tên là title hoặc là web web 20 502 đúng không? Spring 2024 dài dài tí cho nó rõ, cho nó đỡ nhầm với những cái dự án khác.
web 502 Spring 2024 và cái cuối cùng là Tutorial chẳng hạn, Enter. Đó. Enter xong thì các bạn sẽ chọn đúng cái React của các bạn nhé, dùng mũi tên lên xuống nhé, chọn framework là React này, chọn TypeScript cộng SVKC này, SVKC nó là biên dịch, trình biên dịch kết hợp bởi Rust và nó có hiệu năng cao, hiệu năng dịch cao các bạn nhé. Nó đang được chia sẻ là nó dịch nhanh gấp 20 lần cái Babel trước đây. Chúng ta sẽ chọn cái thứ hai, Enter. Rồi sau đó bây giờ các bạn sẽ phải CD, tức là di chuyển vào trong cái dự án này, và các bạn npm install rồi npm run dev. Thầy sẽ CD vào đúng không? Web 502 Spring đúng không ạ? 2024 tutorial. Trong này chúng ta có dự án trong này rồi. Và các bạn khi các bạn khởi động với Vite, các bạn sẽ thấy nó rất là nhanh. Npm i để cài đặt, i hay là install đều được các bạn nhé. Chúng ta tham gia tutorial thì chúng ta tập trung vào xử lý giải quyết vấn đề, còn đặc biệt đối với những bạn đang học yếu thì tí nữa thầy sẽ gõ lên trên khung chat, thầy hỏi các bạn, nếu như các bạn đã biết rồi thì mình sẽ đi nhanh, còn nếu các bạn chưa biết thì hãy giải thích qua thôi. Xong sau đó chúng ta lên lớp, chúng ta cần phải hỏi giảng viên nhiều hơn, hoặc là các bạn có thể ghé qua lớp thầy, hoặc là các bạn có thể tìm cách là gì ạ, chúng ta search nhiều hơn, tự học nhiều hơn, khó khăn thì lại hỏi thầy. Có đang record rồi em nhé, có đang record rồi, thầy sẽ mở lại xem có lần này thầy có bị quên bị tắt âm thanh hay không, có đầy đủ âm thanh hình ảnh không. Đây đang record rồi. Rồi chúng ta tiếp tục này, chúng ta npm install và chúng ta sẽ npm run dev đúng không ạ, npm run dev để chạy dự án bên trong. Đấy, nó khởi động Vite và nó có một cái cổng là 5174 như thế này. Đó. Thế thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể mở cái nội dung bên trong dự án ra để chúng ta bắt đầu code. Có thể chạy được rồi thì bây giờ các bạn sẽ đi vào trong cái dự án này, các bạn có thể gõ luôn ở đây là code cách chấm để mở nó ra bằng VS Code đúng không? Đấy, nó sẽ thêm cái cửa sổ đây. Cái cửa sổ bên kia thì chắc thầy bỏ đi thôi. Đó. Cái này thì mình không dùng nữa, mình đóng luôn nha. Đấy, dự án của mình đây ạ. Thầy xin phép tắt cái mặt của thầy đi, không hình như nó đang giật giật rồi. Mọi người thầy tắt cam đi nhá. Đang có 70 bạn rồi, chắc là chúng ta chỉ cần một mic là đủ rồi. Ok. Thầy ơi, tối em đi làm, sáng mai em xem lại record. Vừa thấy ngồi chơi game ông này khó hiểu. Khó thật. Đi làm gì không biết, đi lúc bụi hay đi rừng không biết. Rồi cứ cân đối nhá, việc gì quan trọng thì làm. LVM run dev đúng không? LVM run dev. À, như cái ông Phong khác với là ông chơi game đúng không? Nhưng không phải ông Thanh Phong này. Em. À, Lương Bá Phong, ok thầy nhầm, thầy xin lỗi Thanh Phong nhá. Rồi. Tí nữa chúng ta bắt đầu chương trình thì kiểu gì chúng ta sẽ cần cài thêm một số thứ, thì thầy sẽ bắt đầu cài luôn, tại vì chúng ta đang học ở giữa kỳ rồi, thầy biết là kiểu gì chúng ta sẽ học mấy cái này. Chat giúp thầy mấy cái thư viện chúng ta đang dùng nào. Bootstrap à? Bootstrap này. JSON server này, JSON server này. JSON server các bạn dùng bản nào cũng được nhá. Các bạn có thể dùng bản bản cũ cũ một tí, tại vì biết đâu mấy hôm nữa chúng ta lại làm đăng ký đăng nhập thì mình sẽ dùng bản cũ để cho nó đỡ bị conflict đúng không? Chúng ta có Bootstrap này, JS Server này, chúng ta có React, Router DOM này, đúng không ạ? Các bạn bảo là dùng Tailwind, dùng Axios nữa, đúng rồi. Các bạn có thể dùng luôn Tailwind cũng được nhé. Tailwind thì config nó sẽ bao gồm 5-6 bước cơ. Đây thầy sẽ mở các bạn phần Tailwind. Tailwind CSS đây đúng không ạ? Thôi thầy cái Bootstrap rồi thì thầy sẽ thôi Tailwind. Hoặc là tí nữa thầy sẽ check out từ cái nhánh này sang một cái nhánh khác, xong thầy sẽ tạo Tailwind bên đấy nhá. Chúng ta sẽ install Tailwind này đúng không ạ? Chúng ta sẽ npm install -d Tailwind CSS rồi lpx Tailwind init để khởi tạo ra cái file tailwind.config.js. Đó. Xong các bạn lại paste cái đống này vào cái file Tailwind này để mình cấu hình là mình import một số thứ đúng không? Mình cấu hình plugin ra làm sao? Rồi sau đó thì các bạn add cái Tailwind vào trong cái thư mục gốc CSS của mình. Thư mục gốc của mình là index.css các bạn nhé. Index.css ở trong này.
index.cs. Thầy sẽ tắt cái mặt thầy đi để cho nó đỡ lag. Về cơ bản là thầy đang vừa phải record màn hình và vừa phải mute nên là nó chịu hơi nhiều stream, tức là cái ổ cứng nó sẽ phải xử lý nhiều cái stream, nhiều cái tác vụ nặng. Đó. Xong chúng ta có bước 4, bước 5 thì cái này nó cũng khá là dễ cài, thì tí nữa thầy sẽ cài cài thêm vào nhánh khác. Còn nếu mà chúng ta cài đồng thời nhiều thư viện UI với nhau ấy, chúng ta sẽ phải xử lý cái phần xung đột giữa các class của nó. Rồi. Ở đây các bạn có LPMI ASIOS nữa, đúng không? Dùng luôn ASIOS. Rồi bắt đầu chương trình thì LPM run dev. Rồi khi chúng ta bắt đầu vào chương trình ấy, thì chương trình lúc nào nó cũng chạy ở từ index.html. Đó. Nó chạy vô đây, nó tìm, nó thấy cái thẻ có ID là root. Đó. Thế còn bên dưới có một cái thẻ script, nó có cái main.txt. Thực ra main.txt nó là một cái, các bạn cứ nghĩ nó là cái đuôi này mặc định nó phải là diện, nó phải là JS đúng không? Thì thực ra ở đây nó cũng không có gì đặc biệt cả. Bản thân cái file nó chạy lên nó chưa có thể nó dịch luôn được cái file main.txt đâu. Đương nhiên là chúng ta phải có một cái trình dịch, và cái trình dịch đấy nó phụ thuộc vào việc mà chúng ta đã cài TypeScript, đúng không ạ? Thì khi chúng ta build ra thì mặc định ấy, cái ứng dụng này nó đã có đi theo một cái phần để dịch rồi, nó tên là TS compiler ấy, đúng không ạ? TypeScript compiler ấy. Và đây nó cũng có một số cái option để nó dịch cái file JavaScript của mình sang, dịch cái file TypeScript của mình sang JavaScript, nó cho nó mới import ngược lại. Chứ nó không phải là tự nhiên nó đọc luôn cái file TLX đấy đâu các bạn nhé, nó không tự đọc cái file đấy đâu. Thế xong nó dịch xong thì nó mới build cho mình cái môi trường khởi chạy trên cổng 5173 này. Thầy sẽ kéo cái cửa này xuống đây. Rồi, mấy cái này thầy sẽ đóng đi nhá. Giờ để mấy cái này nghe nó hơi hơi bị dài dòng lằng ngoằng, chiếm dụng RAM đúng không? Cái nội dung này thì nó được import từ một ông tên là app. À, toàn bộ nội dung trong ông app này về cơ bản nó là một, nó là function component. Nếu mà chúng ta mới bắt đầu thì chúng ta nên nhìn từ cái file main.txt này, tại vì chính file này chính là cái file gì ạ, được import vô index.html, và cái phân tử mình được tạo ra ấy, nó bao gồm cái câu lệnh này, đúng không? Bao gồm cái câu lệnh này. Giả sử như vậy chúng ta bỏ cái ông này đi, React Mode và React App ấy, thì trong cái ông render này nó sẽ có những cái nội dung liên quan đến cái việc mà chúng ta muốn khởi chạy và tạo ra bên ngoài. Ông render này bắt buộc phải truyền vào một tham số các bạn nhé, expected một argument bất khắt không, có nghĩa là mặc định mình phải truyền vào đây một cái tham số dị được, đúng không ạ? Đó, thế ví dụ như thầy muốn truyền cái tham số là hello thầy tên là Hoàng chẳng hạn, Hoàng LM62 đúng không? Như vậy là chúng ta đã có một cái tham số như này. Và đương nhiên là thông thường ấy, các bạn muốn nó hiển thị đẹp một chút thì các bạn nên để nó là một cái thẻ HTML. Đó. Vậy là cái câu lệnh này nó làm hai việc các bạn nhé. Đầu tiên ấy, nó là create root, tức là nó tạo ra một cái phần tử gốc từ phương thức React DOM, từ cái thư viện tên là React DOM đúng không ạ? Và sau đó thì cái thư viện này nó cung cấp một cái phương thức là create root, tức là tạo ra một cái phần tử gốc này. Sau đó làm việc thứ hai là chấm render các bạn nhé. Câu này nó làm hai việc. Đó. Chấm render tức là nó đã đưa cái thông tin, đưa cái nội dung này vào trong cái root đấy. Đó. Đấy, bây giờ các bạn chạy dự án thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là hello thầy là Hoàng LM62. Đó, đây là cái account giảng viên của thầy mọi người nhé. Đấy cũng là cái account email của thầy. Bạn nào có tâm tình gì có thể email cho thầy nhá. Bây giờ mình để ý nhá. Trong cái nội dung này ấy nó là HTML. Nhưng mà các bạn phải hình dung được nó lại cũng không phải là HTML các bạn nhé. Trong này nó là JSX. Đấy, từ đây chúng ta sẽ có một khái niệm mới là JSX. À, thầy sẽ load vào đây là có một số cái nội dung bài học đúng không ạ? Nội dung bài học thì chúng ta sẽ có một số cái nội dung như này. Ta sẽ đi lần lượt. Buổi 1 chúng ta cứ đi chậm chậm thôi để còn đợi những cái bạn mà đang bị mất gốc đúng không ạ? Chúng ta có viết JS này. Thầy sẽ xuống dòng đi đúng không? Các bạn kể hết xuống thầy những cái gì các bạn cần học, cần dạy vào đây phần sẵn sàng là để thầy thống kê lại này. Viết JS này. React này, cơ bản thì bao gồm cái gì? Bao gồm JSX này. Bao gồm probe này, bao gồm component trước chứ đúng không? Component này.
chúng ta học probe này, học stage này. Mấy cái này trên lớp các bạn biết hết rồi chứ đúng không? Có bạn nào chưa biết không? Học xử lý sự kiện nữa à, đúng không? Học xử lý sự kiện nữa này. Rồi, buổi 1 thì có thế thôi. Chúng ta sẽ lướt qua một chút về TypeScript đúng không? TypeScript chúng ta sẽ phải biết khai báo kiểu cơ bản. Đó. Đấy, thì tiếp theo thì các bạn có cái gì nữa? Các bạn cần phải làm gì nữa? Router à? Router đúng không? React Router DOM. Và chúng ta sẽ dùng React Router DOM V6 cụ thể luôn đúng không? Còn cái gì nữa nhỉ? Mọi người chat hay không chat xem nào? Đã biết là sắp tới thi cái gì chưa? Chúng ta có CRUD, ok. CRUD là nghiệp vụ của trang admin. Rồi, chúng ta sẽ có CRUD, rồi. CRUD luôn. Xin thầy demo assignment, assignment thì phải từ từ chứ bây giờ mới đang giữa kỳ, giữa block mà. Thầy có đang record em ơi. Component lifecycle. Ok, nếu mà có cái phần UI effect thì chúng ta sẽ nói qua về component lifecycle. Lifecycle nó là một cái khái niệm rất là quan trọng của React. Và nếu như mà nói sâu mất mấy tiếng thì thầy sẽ nói qua trong khoảng 10-15 phút. Thầy có chấm assignment 1 tối nay không? Không em ạ. Hôm nay chúng ta học thôi, chúng ta không chấm điểm hôm nay. Không khác thầy sẽ chấm nhá. CRUD có thể có đăng ký đăng nhập đúng không ạ? Thế là đăng ký này. Đăng nhập này, nhiều lắm ạ. Đăng nhập. Từng này mà cho thầy 4 tiếng nói chuyện với các bạn là hơi bị ngộp đấy ạ. Rồi chúng ta sẽ có private router nữa đúng không ạ? Có thể có private router nữa nếu như chúng ta có đủ thời gian. Rồi, đăng xuất à? Đăng xuất thì nếu như các bạn có đăng xuất thì đăng xuất về cơ bản là các bạn chỉ xóa cái token ở trong xóa cái token ở trong section storage thôi. Và nếu như các bạn cẩn thận hơn nữa, các bạn muốn đăng xuất hàng loạt hệ thống, tức là tất cả mọi thiết bị, tất cả mọi cái đăng xuất thẳng về server nữa đúng không? Đăng xuất thẳng về server nữa thì khả năng các bạn sẽ phải gửi một cái request để cho server nó biết và nó hủy cái token đi. Đó. Chúng ta sẽ làm đăng xuất đăng ký đăng nhập với cái JWT đấy. Chứ không phải là như trước đây chúng ta làm một số cái phương thức bảo mật trước đây nó khá là lỏng lẻo. Private router. Thế còn về sau có thời gian thì các bạn có thể học thêm SCSS, CSS module đúng không ạ? Giao diện thì có Bootstrap hay Win đấy đúng không ạ? Tailwind đúng không ạ? Tailwind CSS, Bootstrap. Hoặc thậm chí là mạnh hơn chúng ta có thể ReactStrap đúng không ạ? ReactStrap. Một số cái thư viện nữa. Cái này thì thôi chắc là nếu có thời gian mới vẽ ra chứ nhiều thời gian đâu mà học nhiều như thế này. Thầy sợ là thầy full hết cả buổi tối rồi. Rồi hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào JSX. Đấy. Bước 1 là viết là xong rồi đấy. Xong rồi đấy, đúng rồi đấy. Đúng không ạ? Bắt đầu vào đây này. Nào JSX thì ở đây có bao nhiêu bạn chưa biết JSX là cái gì thì gõ không giúp thầy xem nào. Chưa biết thì gõ không, biết thì gõ 1 nào. Ui, thế này gõ không nhiều thế. Nhưng mấy ông này ở server khác sang đây à? Mấy bạn này có phải ở trường mình không đấy? một bị liệt gõ không à? Một bị liệt thì phải làm nào? Ví dụ có thể các bạn có thể là gõ 2, chia cho 2 cũng được. Gõ không nhiều thế thầy hoang mang quá. Ok. Tắt cam đi cho nó đỡ giật. Chúng ta để ý nhé. Trong phần render này, giả sử như các bạn có một cái thẻ HTML như này đúng không? Thì các bạn cứ coi đây nó là một JSX, tại vì nó không phải thẻ HTML bình thường đâu các bạn nhé. Nếu như mà nó là thẻ HTML bình thường ấy, thì trông nó sẽ như này này. Chúng ta sẽ dùng cái dấu theo một string chúng ta bọc nó bên ngoài như này. Đó. Đây mới là cái thẻ
HTML bình thường mà người ta thường hay để nó ở dạng string các bạn. Thường hay để nó ở dạng string. Đây chúng ta nhìn chi tiết này, kết quả này. Nó sẽ in luôn ra cái chữ H1 đúng không ạ? In luôn ra cái đống màu H1. Thế còn có cái sự so sánh nào giữa JSX và HTML không? Thì các bạn để ý vào đây một chút, để ý sâu hơn nhé. Chúng ta giả sử như chúng ta có một cái function bình thường. Chúng ta có một con, một cái function. Các bạn còn hay nhớ cái function sum không? Function sum trước đây chúng ta chuyển vào hai số A và B ấy. Sau khi gọi thì chúng ta gọi sum 2 cộng 3 ấy, đúng không? Còn sum AB ấy, thì các bạn có thể viết theo kiểu arrow function như này, bằng như này, AB mũi tên ra như này, A cộng B ấy, đúng không ạ? Đó. Sau khi chúng ta dùng thì chúng ta sẽ truyền dữ liệu vô. Đó. Thế thì nếu các bạn ngại ghét ghét cái hàm sum, các bạn có thể tạo ra một cái hàm là welcome, tức là một cái hàm chuyên để chào đúng không ạ? Welcome. Ví dụ hello thầy tên là Hoàng LM đây. Đúng không ạ? Cái hàm welcome này thì đương nhiên nó phải có cấu trúc hàm rõ ràng, thầy sẽ để như này. Return ra một cái chuỗi đúng không ạ? Hello thầy tên là Hoàng LM đây. Đó. Thế thì cái hàm này bây giờ thầy sử dụng nhé, thầy bế vào đây đúng không ạ? Thầy sẽ tạo ra một cái thẻ deep như này. Thầy bế nó vào đây. Và thầy gọi như này. Đương nhiên là khi chúng ta gọi hàm ở trong cái đống render, đống redirect này, chúng ta sẽ phải bọc nó vào một cái đóng mở ngoặc nhọn. Cái này gọi là cái phần khai báo logic đúng không ạ? Các bạn đừng có cho đô la vào đây nhé, tại vì đây nó là JSX rồi nên chúng ta sẽ không có đô la gì ở đây cả. Đô la là chúng ta khai báo biến hoặc biểu thức hoặc là hàm mà khi chúng ta viết JavaScript trong chuỗi, còn ở đây nó là JSX nhưng nó không đô la. Đấy, chúng ta gọi hàm welcome đây thì đương nhiên nó sẽ in ra hello thầy là Hoàng thôi. Đó, nó vẫn đạt được yêu cầu bình thường. Thế còn khi mà chúng ta cố tình chúng ta viết một cái function dạng function component thì trông nó khá khác. Kể cả như bây giờ thầy không 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 có để tên đây, thầy chuyển biến vào thì cũng thế thôi các bạn nhé. Your name đúng không? Để một cái biến là your name. Rồi thầy chuyển biến là đô la mở ra nhà your name. Đây người ta gọi là truyền tham số vào hàm, thế thôi. Truyền tham số vào hàm và thầy sẽ truyền đây là Hoàng LM62 ở đây. Đó. Thì ở đây thì nó chấm 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 này nó bảo là gì? Ông phải khai báo kiểu cho cái tham số này. Thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái kiến thức JavaScript mình biết, mình khai báo kiểu đây là string. Đó. Đó. Trong này mình sẽ để đây là chuỗi là string. Đấy thì khi chúng ta lấy được ra dữ liệu thì nó vẫn được cái kết quả tương tự, mình muốn chào ai thì chào đúng không? Đấy, ở bên dưới thì chúng ta sẽ viết một cái function khác, function này thì thầy sẽ phải viết hoa lên và chúng ta sẽ nhận ra có sự khác nhau giữa giữa cái function bình thường và component. Từ đấy thì các bạn cũng hình thành được cái kết cục của việc chúng ta viết JSX. Tại sao chúng ta lại phải viết JSX? Chúng ta có welcome mà bằng your name string đúng không ạ? Lần này thì thầy cũng return đúng không ạ? Nên thầy sẽ để đây là chữ viết hoa các bạn nhé. Return ra một cái đoạn JSX, ngoài các bạn sẽ thấy nó hơi khác một chút. Giả sử thầy sẽ return ra như này và các bạn thấy return đây là return ra cái thẻ đúng không ạ? Return ra cái thẻ. Ở đây thì mình sẽ khai báo theo kiểu là để cái thẻ H1 đi cho nó khác. Rồi bây giờ thầy sẽ dùng ông welcome này và đương nhiên bây giờ thầy dùng theo kiểu component nhìn nó khác này. Mở ngoặc ra đúng không ạ? Trong này lại your name đóng ngoặc vào và đương nhiên cái ông welcome này ông báo lỗi ngay, ông báo lỗi ngay là cái your name của ông ấy bây giờ nó không còn giống những cái tham số truyền vào hàm nữa, ông your name này cần phải đưa cái giống đóng mở ngoặc, đóng mở ngoặc nhọn các bạn nhé, đóng mở ngoặc nhọn này is lock assigned to string này. Đó. Cái chỗ này thì nghiễm nhiên là nó đã có một cái vấn đề gì đó là ở đây, người ta nghĩ là chắc khả năng là ông phải bọc vào kiểu như này đúng không? Khi bọc vào như này ấy, thì nó gặp cái vấn đề là hóa ra là có rất nhiều cái tham số nó cần phải bọc vào, nó cần phải bọc vào sau đó thì nó mới giải ra đây. Thế thì khi mà chúng ta làm như vậy ấy, thì chúng ta kiểm tra lại ông do lên này, tham số ông do lên này nó là một object đó. Chính vì thế nên khi chúng ta khai báo mà chúng ta có rất nhiều cái thuộc tính ở đây thì chúng ta gói nó lại đúng không ạ? Chúng ta gói nó lại và thông thường cái tham số mà người ta hay đặt nó gọi là probe các bạn nhé. Các bạn để ý cái chữ này này, nó là cái chữ probe này. Probe nó là viết tắt của cái chữ property ấy. Đấy, số này nó cái gọi là các thuộc tính. Các thuộc tính không phải thuộc tính nhá, các thuộc tính tức là nó số nhiều ấy các bạn nhé.
nó bằng với cái chữ là các thuộc tính, property nó là thuộc tính. Đấy, bây giờ các bạn sẽ khai báo làm sao để mình điền vô đây mà nó không báo lỗi. Thì đương nhiên các bạn sẽ phải gói ông username này vào. Chúng ta sẽ gói vào chung một cái ông nó tên là prop, đúng không? Giật quá nhỉ. Rồi các bạn mới khai báo kiểu username trong này. Prop này thầy bảo nó là cái object đúng không? Đó. Thế thì khi mình liệt kê ra thì rõ ràng là ông username này chỉ là một prop thôi, chỉ là một trong số các thuộc tính thôi, nên chúng ta sẽ gọi là prop.username. Đó. Các bạn nhìn thấy nó cũng bắt đầu có sự phức tạp rồi. Thực ra nhé, ở JSX và HTML nó còn giải quyết một cái vấn đề khác nữa. Nếu như mà chúng ta dùng JSX thì chúng ta viết nó rất dễ. Chúng ta viết theo kiểu là ở đây có bao nhiêu tham số thì tôi truyền vào bấy nhiêu và tôi cứ giải ra cái thẻ mở thôi. Ví dụ welcome này nó là một cái function component, chúng ta cứ giải ra bên trong thôi. Còn nếu như mà chúng ta không dùng JSX ấy, mà chúng ta dùng theo kiểu HTML bình thường ấy, thì ông render này nó ối dồi ôi như này này, các bạn sẽ phải dùng cái câu là react.create element. Đấy, viết dài dòng lắm các em nhé. Rồi trong này chúng ta mới truyền vào những cái tham số bên trong. Ông react này chưa import à? Ông này còn thầy lại chưa import, hình như thầy xóa đi rồi sao đúng không? Từ từ mọi người đợi thầy xíu để thầy tắt cái chế độ tiếng Việt đi. Rồi. Đợi xíu nó đang import mà nó lag quá các em. Đó, rồi trong này chúng ta sẽ có những cái tham số. Cái tham số đầu tiên nó sẽ là cái tên thẻ cần truyền vào. Tham số thứ hai nó chính là những cái thuộc tính của cái thẻ đấy. Và tham số thứ ba nó là cái thuộc tính đặc biệt, nó tên là trayron, tức là cái phần tử con, cái phần tử nội dung bên trong của thẻ đấy. Bình thường các bạn viết JSX mà các bạn viết theo kiểu như này thì nó quá dễ, nó giống hệt thẻ HTML. Còn nếu như chúng ta mà không muốn viết JSX thì chúng ta bắt buộc sẽ phải khai báo bằng cái phương thức như này. Cay thế nhỉ, nó lại không import chứ. Đó. Thế thì loanh quanh quanh đi quẩn lại thì nếu như mà chúng ta thích viết theo kiểu trước đây, viết theo kiểu như này thì chúng ta viết theo kiểu như này. Nhưng viết theo kiểu như này thì nghe nó hơi bị ối dồi ôi đúng không? Nghe nó hơi bị lặng lề về mặt cú pháp. Chính vì thế nên người ta mới sáng tạo ra cái cú pháp JSX để phục vụ cái việc viết logic nó dễ hơn các bạn nhé. Đây, còn các bạn viết kiểu này thì cũng được. Câu này nó cũng tương đương với cái việc là chúng ta in ra một cái thẻ H1 có class, có những cái thuộc tính ở loon là chưa có cái thuộc tính gì cả và có cái nội dung là hello world, mới vậy thôi đúng không ạ? Đó, hello world rất là bình thường. Thế thay vì viết thế này thì chúng ta viết luôn H1 thế này cho nhanh đúng không? Hello này cho nhanh. Hai cái cách này là mang một cái kết quả tương tự nhau, nhưng mà chúng ta viết kiểu này chúng ta thấy dễ chịu hơn rất nhiều, dễ chịu hơn rất nhiều. Vậy thì ở trong render này thông thường thì chúng ta thông thường không hay code trực tiếp vào đây mà chúng ta nên phải chia nhỏ ra thành những cái component con. Chính vì vậy nên là chúng ta hay đưa nó vào một cái nội dung to nhất là ông app này. Ông app này chính là component tổ tiên đúng không ạ? Bên dưới còn có những component cụ, component cha, rồi component con, rồi cháu chắc chút chít ở trong này. Thì trước khi chúng ta có ông React app, chúng ta hay có ông app như này. Chúng ta hay có cái ông app này. Thì trước khi chúng ta có app, chúng ta thường hay bọc cái ông app này vào một cái thẻ, nó tên là React.script mode. Cái thẻ này giúp chúng ta kiểm tra những cái vấn đề liên quan đến việc render, liên quan đến một số cái rule của React nó cần phải kiểm tra trước để xem ông có render quá nhiều lần không, hoặc là nó kiểm tra một số cái quy ước về việc xử lý luồng hoặc là xử lý cái life cycle. Các bạn có thể vào cái phần switch mode của ông React này và bạn xem nhé. Bản thân ông switch mode của React này cũng là một cái chúng ta cần phải kiểm tra và tìm hiểu. Nó luôn luôn console log ra những cái dòng của bạn, console log 2 lần. Đó. Rồi ở đây thì các bạn thấy là nó đang báo mình một cái warning là React DOM client create root has only been passed before. Thừa mấy cái lúng linh tinh này đúng không? Xóa bớt đi nhá. Như vậy là chúng ta đã thông qua cái việc chúng ta
code GX để nhìn được cái kết quả bên trong. Chúng ta đều vừa nhìn thấy là nó báo ra là hello đúng không? Bây giờ mà thầy lại để ông app vào đây thì nó lại báo ra là gì ạ? Nó lại báo ra là ông app nội dung là gì thì nó quay 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 ông app nội dung như này. Và bây giờ các bạn có thể điền cái nội dung vô đây. Điền nội dung vô đây để chúng ta có cái nội dung thông tin ở trong bên ông app này. Ở trong này thì các bạn có thể báo ra hello đấy cũng được. Hello, đấy, kết quả nó tương tự thôi. Đấy. Thì mặc định ông app này có CSS là căn giữa màn hình nên là nó căn giữa màn hình thôi. Không có gì ở đây cả. Các bạn ấn trên máy Mac các bạn ấn option shift o để xóa những cái import không dùng đến đi nhé. Còn trên máy Windows thì nó là alt shift o các bạn nhé, alt shift o để xóa bớt những cái linking đi. Rồi. Đấy. Thế còn bên bên này thì nó báo lỗi, những cái lỗi này thì các bạn cứ xóa bớt đi. Tại vì mấy cái function này khai báo mà mình đâu có dùng đến đâu các em. Nên mình sẽ xóa đi. Đó. Đấy thì bên trong này chúng ta sẽ chạy bình thường. Trong này nó vẫn cảnh báo một cái lỗi đằng sau render. Lỗi này như nó có từ trước sao ấy. Để thấy Ctrl Z lại xem nào. Chúng ta hôm nay cũng chúng ta cũng có khá nhiều cái kiến thức khái niệm cơ bản. Để chúng ta bắt đầu đúng không ạ? Đấy, vừa nãy thì thầy đã xóa cái index CSS đi, bây giờ thầy sẽ để lại cho người ta vậy. Rồi. Cái phần này là cái phần CSS cũ trước đây mình đang dùng. Bây giờ trong này thì chúng ta có thể chúng ta sẽ bỏ sẵn một cái số cái nội dung, một số cái thông tin liên quan đến CSS cũ đi cũng được. Ông app CSS này thầy cũng xóa bớt đi cũng được, thầy cũng không cần. Để cho mặc định cái code của mình nó trong sáng, nó sạch sẽ như này. Bây giờ mình sửa cái gì thì mình sửa vô đây đúng không ạ? Mình sửa vô đây luôn. Giả sử như bên index.js thầy cũng thông thường thầy cũng sẽ cấu hình một số cái chuẩn mực, ví dụ như box sizing thầy sẽ bỏ border box đúng không ạ? HTML thầy sẽ để một cái font size cụ thể. Đây là cái thói quen mặc định khi thầy code giao diện rồi. Một font size mặc định 16 pixel, font weight là 400 chẳng hạn. Font family trước đi. Thầy sẽ dùng font inter sans serif, tức là cái font không chân ấy, đúng không ạ? Font weight thầy để nó là 400, là regular các bạn nhé. OL, UL, LI thầy sẽ bỏ hết những cái list style của nó đi. List style thầy để lăn luôn. List style thầy để lăn luôn. Padding margin thầy cũng để không luôn. Rồi thẻ A nó có cái text decoration. Text decoration mặc định nó sẽ là underline, tức là nó đã bị gạch chân những cái thẻ A ấy, thầy cũng bỏ đi luôn các bạn nhá. Thầy để lăn luôn. Rồi. Một số cái sơ đẳng nó như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vào này, chúng ta code trong này. Chúng ta code trong này. Bình thường ấy, các bạn có nhiều component ấy thì các bạn không thể để tất ở trong này được. Component nó có nghĩa là thành phần, dịch cho tiếng Việt nó có nghĩa là thành phần. Và mỗi thành phần thì nó có một cái nhiệm vụ riêng trong ứng dụng. Tại sao nó lại phải tách ra như thế? Các bạn cứ tư duy này nhé. Có những thành phần nó lặp đi lặp lại nó giống nhau. Nó giống như trong một cái bộ máy phức tạp ấy. Thì có rất nhiều chỗ cần một cái con ốc vít. Và con ốc vít nó giống hệt nhau. Chính vì vậy nên người ta đã tách cái con ốc vít ra thành một cái thành phần mà người ta không gắn liền với những cái bộ phận khác. Để người ta có thể thường xuyên tái sử dụng nó đúng không ạ? Người ta thiết kế một lần người ta dùng mãi được. Chính vì thế ở trong ứng dụng phần mềm nó cũng có một cái tư duy như thế. Cứ cái gì giống giống nhau ông dùng lại nhiều lần thì ông tách ra đúng không ạ? Chúng ta nhìn nhé, giả sử thầy có một cái ứng dụng là cái ứng dụng mind map, ứng dụng sơ đồ tư duy cho các bạn. Mind map hay là cái gì xmind đúng không? xmind.app hình như trên Windows cũng có đấy các em. Có 7-8 bạn. Có cần phải kêu gọi thêm những người khác chưa vào không nhỉ? Thầy gọi thêm xem là có ai chưa vào. Môn này tạch nhiều là cũng nguy cơ cao. Các thầy khác có bạn vào tun tổ điểm danh không? Hôm nay không điểm danh đâu, nhưng mà hy vọng là chúng ta học tập tích cực để làm việc thôi. Đợi thầy xíu thì mở cái phần mềm nữa đúng không?
Trong lớp mình có 180 bạn vậy, hình như có cả những bạn lớp khác nữa. Đây thì nhắn vào nhóm rồi, ông nào không tham gia được thì thôi vậy. Rồi. Em gọi cả anh chị bố mẹ vào xem. Vào xem chung một mít thì vẫn thế đúng không? Chúng ta nhìn cái sơ đồ sơ sơ này nhé, thầy sẽ vẽ một cái sơ đồ mới đi. Nó đâu rồi? Sợ mở nhiều quá nó lại. Chúng ta sẽ chả biết nữa. Trước đây thì thầy cũng đã từng vẽ cho các bạn những cái sơ đồ liên quan đến việc hệ thống kiến thức TypeScript và JavaScript rồi. Đó. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái sơ đồ mới nữa nhé. Đây thầy có hệ thống một số cái thông tin, một số kiến thức liên quan đến TypeScript cho các bạn này. Thầy đã gửi vào trong nhóm Zalo của thầy một lần rồi đấy. Thế còn nếu hôm nay chúng ta sẽ tạo ra một file mới chẳng hạn. New form time address, new một cái template rỗng. Cái này mọi người cần thì mọi người bảo thầy gửi lại vào trong nhóm Zalo cho các bạn lưu về nhé. Mấy cái thông báo lỗi màu đỏ khi lại file main.txt là do thư viện hay gì vậy ạ? À là do cái dấu phẩy này này em này. Nó vẫn chạy được bình thường nhưng mà do cái dấu phẩy này này. Các bạn nhìn lại nhé, trong file main.txt này. Bình thường nhé. Các bạn lưu này thì nó cũng chả sao đúng không? Nhưng mà bình thường mà các bạn hay viết dấu phẩy đây. Hay viết dấu phẩy ở đây, hoặc viết dấu phẩy ở đây, vừa nãy thầy thấy như có một cái dấu phẩy đây nó lỗi này. Còn vừa nãy thì mình xóa hết tất cả những cái mà không liên quan đến thư mục create root đi ấy, thì nó liên quan đến cái phương thức create root đi ấy, thì nó sẽ không sao cả em nhé. Trước đây trên này thì mình không import đủ xong mình lại viết thừa những cái lông côm ở đây thôi. Có một số bạn đang gặp lỗi Erlin nữa đúng không? Gặp lỗi Erlin nữa thì nó là cái lỗi này, là cái lỗi trong này. Tí nữa thầy sẽ quay lại thầy fix hết cho các bạn sau. Bây giờ mình tập trung vào cái sơ đồ này trước. Rồi trong cái sơ đồ này giả sử nhé, đây nó là cái component cha, cái component to nhất của mình. Nó là cái ông app này này. Nó là cái ông app này. Giả sử chúng ta có một cái ông app này. Ông app này là ông to nhất này đúng không ạ? Trong app nó sẽ có những cái ông nhỏ hơn, ví dụ chúng ta có cái header ở đây đấy. Nhưng dưới này chúng ta có cái phần main chẳng hạn, giả sử thì có cái phần main đây, trong phần main nó có thể có nhiều cái khác nhỏ hơn, bên này chúng ta sẽ có footer chẳng hạn đúng không, cái ông 4 này mình có thể là xóa đi cũng được, mình xóa đi đó. Các bạn nhìn ông app này khủng khiếp không? Trong ông main này lại đẻ ra một vài ông con nữa. Và bây giờ chúng ta muốn di chuyển vào những ông con, người ta gọi những component con ấy, thì chúng ta phải có nhiều cách khác nhau. Cái cách đầu tiên là chúng ta viết trực tiếp vào thì mặc định ấy, lúc nào nó cũng hiển thị đúng không? Viết trực tiếp vào lúc nào nó cũng hiển thị. Còn nếu chúng ta mà muốn tạo ra những cái tuyến đường riêng thì các bạn sẽ phải học về React Router DOM. Ở trong này thì mặc định ông main này ông sẽ đi sâu bên trong, ông sẽ có một cái router và từ nay trở đi chúng ta sẽ có thể là làm nhiều nhiều trang ở đây. Router đúng không ạ? Trong router này sẽ có những cái con đường nhỏ hơn. Giả sử như bây giờ thầy muốn làm một cái trang mà nó trông nó sẽ có bao gồm một số cái trang kiểu sao lại ấn nó lại khó chịu thế nhỉ, nó cứ đơ đơ ấy, thầy ấn thì nó không nhận đâu, ấn lúc sau lại nhận mấy phát liền. Giả sử như trong này chúng ta sẽ có những cái phân như là danh sách sản phẩm đúng không? Danh sách sản phẩm thường là trang shop. Danh sách sản phẩm. Chúng ta có trang chi tiết chẳng hạn. Trang chi tiết một sản phẩm đúng không? Chúng ta có thể có những cái trang kiểu như đăng ký, đăng nhập. Đó là những cái trang nhỏ mà bây giờ hôm nay chúng ta sẽ phải làm. Mọi người có cần thầy gửi lại cái phần thông tin liên quan đến kiểu dữ liệu TypeScript vừa lấy không? Đăng ký chẳng hạn, đăng nhập chẳng hạn, đó.
Bây giờ chúng ta cứ để ý là từ ống áp này đi vào ấy, nếu mà chúng ta cứ mặc định chúng ta viết component bên bên trong ấy, thì luôn luôn nó sẽ hiện. Còn nếu chúng ta có tuyến đường ấy, thì chúng ta đi vào đường nào thì nó sẽ gặp cái component đấy. Đấy. Thế thì đến đoạn này thì chúng ta hình dung được công việc cần phải làm rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái nội dung chính của mình. Máy nó cứ bị chậm chậm ha. Đó, nó bị chậm chậm. Quay lại nội dung chính của mình. Vừa nãy thầy cũng mở ra cho bạn cái series kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu đây chúng ta có một số kiểu dữ liệu cơ bản đúng không? Type annotation này, kiểu dữ liệu cơ bản này, kiểu dữ liệu phức tạp này, một số cái toán tử liên quan đến cái TypeScript của mình. Cái này mình sẽ dần dần mình củng cố phần lý thuyết này sau nhé. Thầy sẽ tắt đĩa. Ở bên mình quay lại ống áp. Thì cái việc mà các bạn cứ bị báo đỏ nhé, thầy sẽ fix luôn cho các bạn. Bình thường nhé, các bạn có ông ESLint ở đây, đúng không? ESLint đây và mình thấy là nó báo đỏ nhiều, báo đỏ liên tục. Nếu các bạn cài xong đúng không? Nó mặc định nó sẽ ở chế độ in-app, tức là chế độ đang đang được kích hoạt đấy, đúng không ạ? Thì lúc đấy vào trong này các bạn code cái gì nó cũng yêu cầu bạn phải code đúng rule, đúng luật. Đấy. Thế còn nếu mà các bạn config mà các bạn thêm prettier với ESLint TRC đây, ESLint TRC đây này. Thì nó cũng yêu cầu các bạn là phải fix lại theo đúng những cái quy ước ở trong này gọi là coding convention đúng không ạ? Coding convention. Đấy thì mặc định mà các bạn thấy nó báo lỗi thì các bạn hãy xem cái config của mình ấy, config trong dự án của mình ấy, config prettier ở đây này. Nó có bị nhầm lẫn, nó bị xung đột với cái config từ cái extension này không? Nếu không thì không sao, còn nếu mà nó xung đột thì các bạn sẽ phải tắt một trong hai đi các bạn nhé. Tìm cách tắt một trong hai đi, các bạn có thể disable ông này đi. Đấy là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề đấy. Còn để học sâu hơn, học config như nào, từng chi tiết từng config, từng dòng nó ý nghĩa làm sao thì chúng ta phải lên lớp. Rồi, bây giờ tập trung vào đây chúng ta sẽ đi tiếp này. Chúng ta sẽ cài một cái bộ định tuyến để chúng ta tạo ra cái tuyến đường ở đây. Đó. Trước khi có cái bộ định tuyến thì chúng ta cần có một cái header nữa, đúng không? Đây chính là cái bài kiểm tra ở trên lớp của thầy. Thế thì bây giờ thầy sẽ làm. Nó hơi lòng tròn vòng. Giả sử thầy lười quá thì không muốn code giao diện, các bạn có thể lên Bootstrap, các bạn lấy cái header của Bootstrap về cũng được. Lấy một cái header của Bootstrap về. Các bạn vào phần navbar của Bootstrap đúng không? Bootstrap này cái dễ dùng nhất rồi. Navbar. Đây ạ. Phần code của navbar thì chúng ta kéo xuống chúng ta thấy có một cái demo như này. Thì các bạn cứ bế nó về trước đã, những cái khác tính sau. Copy này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái thư mục đúng không ạ? Tạo một cái thư mục nó tên là header. Một cái thư mục hoặc một cái file cũng được. Nếu bạn nào cẩn thận thì tạo ra một cái thư mục cũng được để tí nữa mình sẽ cho dễ. Đó, trong này thì chúng ta sẽ tạo một cái thư mục là component. Trong component chúng ta sẽ tạo một cái thư mục là header chẳng hạn. Trong header chúng ta mới có cái file là header đúng không ạ? Chúng ta sẽ có component này, suộc header này, rồi suộc bây giờ mới đến cái file tên là header.tsx đúng không ạ? Rồi trong header này thì các bạn sẽ gõ giúp thầy là tsrafce đúng không ạ? Nếu như chúng ta có cái probe truyền vào thì chúng ta có tsrafce, còn nếu các bạn bỏ qua probe thì các bạn có thể ghi là rafce. Nó là viết tắt của chữ React Arrow Function Export Component, tức là nó sẽ tạo ra một cái arrow function, sau đó sẽ export cái component này ra ngoài cho bên khác dùng và nó import giúp chúng ta cả React nữa, nên nó bao gồm từng này yêu cầu enter đó. Thì mặc định cái tên của cái component này nó sẽ lấy tên file đúng không ạ, lấy theo đúng tên file. Đây thầy có cái header nhưng mà bây giờ thầy lại không muốn dùng cái header này đúng không, thầy muốn dùng cái nội dung vừa nãy thầy copy cơ. Đó. Nội dung này là cái nội dung liên quan đến cái việc là chúng ta có một cái lab. Đó. Toàn bộ cái lab này nó là code HTML. Mà code HTML thì nó gặp cái lỗi là class, mình sẽ phải đổi toàn bộ cái class thành class name. Class name. Đấy thì JSX nó quy định là các bạn muốn khai báo class thì các bạn phải viết chữ class name. Ở đây thì các bạn có thể một là các bạn sửa một phát hết luôn, sửa một phát hết luôn như này. Đó, Ctrl D. Thầy đang giữ cắt chun D nhé, xong thầy sẽ ghi chữ class lên, thế là xong. Đó,
nó hết lỗi liền. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta lười ấy, thì chúng ta có thể lên mạng, chúng ta Google một cái thanh công cụ Google, nó là gì ạ? Convert HTML to JSX, là nó cũng sẽ ra một cái công cụ cho các bạn làm cái việc này. Đó. Ok. Thì các bạn xem mình còn thiếu cái đóng mở ngoặc gì không mà nó đang báo lỗi. Phần input này thầy không dùng, thầy sẽ xóa đi này. Thầy sẽ không dùng cái input này đâu. Rồi phần HR này thầy cũng xóa đi luôn, phần drop down thầy xóa đi luôn, thầy sẽ tối ưu lại cái phần này. Phần last item list label này thầy cũng xóa đi luôn. Đây là những cái phần mà thầy không cần đến đó. Ở bên trong này chúng ta sẽ có một cái toggle, khi các bạn ấn nút thì nó sẽ thò thụt. Ví dụ đây nó là cái logo, đúng không? Đây nó là cái logo của chương trình thôi. Bên trong này chúng ta sẽ có một số cái phần nó liên quan đến việc định tuyến. Bây giờ vừa nãy các bạn thấy thầy cài router rồi, và chúng ta sẽ dùng router bằng việc chúng ta chuyển toàn bộ những cái thẻ A sang thẻ link các bạn nhé. Toàn bộ thẻ A sang thẻ link, các bạn ấn giữ kéo chuột làm sao để mình bôi đen được cái phần mũi tên thẻ mở này, xong thêm chữ A này, các bạn cắt chuông D này, đó, nó sẽ nhận toàn bộ thẻ A. Rồi thầy sẽ ấn mũi tên trở về sau, rồi thầy xóa chữ A đi, thầy viết chữ link. Viết chữ link. Nó sẽ hỏi là mình có muốn import link từ React Router DOM không? Các bạn để ý nhá, mình enter. Rồi nó sẽ import vô. Vậy là toàn bộ thẻ A biến thành thẻ link các bạn nhá. Rồi bây giờ toàn bộ cái chữ href ấy, bây giờ mình sẽ chuyển thành to. Tại vì bản thân cái thuộc tính của thẻ link nó sẽ có thuộc tính to chứ nó không thuộc có thuộc tính href, đúng không? Đổi thành chữ to giúp thầy. Đó. Đấy, giả sử như mình ấn logo thì to nó sẽ về home nên thầy để suộc. Đấy, còn bên dưới này có trang home thì nó cũng là suộc, đúng không ạ? Ngoài trang home thì chúng ta có trang danh sách sản phẩm hoặc trang admin hoặc trang gì đấy chẳng hạn. Giả sử như chúng ta có cái trang trang shop chẳng hạn, đúng không ạ? Trang shop hoặc là trang danh sách sản phẩm đi. Các bạn để trang shop cho ngắn. Rồi chúng ta có thể tạo ra một số cái trang nữa tương tự trong cái thẻ LI tương tự, các bạn cắt chân C để các bạn tạo ra những item tiếp theo. Giả sử chúng ta có register đúng không ạ? Có đăng nhập chẳng hạn. Đăng nhập nó là login đúng không? Vậy là nếu mà chúng ta biết đường sửa ấy, chúng ta biết đường copy ấy, thì nó cũng không không lâu lắm đâu. Nó cũng không phải CSS nhiều đâu. Đây này. À, thầy phải import header vào đã chứ nhỉ? Đúng không? Header của thầy chưa import. Thầy sẽ đặt header ở đây nhá. Mở ngoặc ra header. Viết hoa chữ H lên để phân biệt đây là header component chứ nó không phải là header HTML. Đó. Ok. Đâu rồi? À, nó chưa nhận. Chúng ta để ý này, chúng ta inspect này này. Khả năng là thầy thiếu cái bước import cho Bootstrap ấy, đúng không ạ? Base name React 2 context as new này. Mở header ra này. Rồi trong này chúng ta có ID bằng root này, nó không có render được, đúng không ạ? Nó không có render được. Thì các bạn check lại xem phần này mình đã import chưa. Mọi người đợi thầy xíu. Đang bị sai ở cái dòng nào đấy. Rồi, khi chúng ta dùng thẻ link như này ấy, thì các bạn phải nhớ ngược lại là chúng ta dùng React Router DOM thì cái việc đầu tiên chúng ta sẽ bọc ứng dụng của mình lại bằng router đúng không? Nên là nếu như chúng ta không bọc lại thì chúng ta sẽ không thể nào định tuyến cho cái app của mình được. Đó. Thì khi bạn dùng thẻ link này thì các bạn nhớ bọc lại nhá, nhớ bọc lại, và bây giờ mình quay lại phần app mình bọc lại. Tại vì mình đang thầy đang dạy các bạn import component mà các bạn thấy là thầy còn đang muốn sửa luôn cả cái link, chính vì thế nên bây giờ mình sẽ phải dùng luôn router React Router DOM đúng không ạ? Các bạn bọc ở bên ngoài này. Các bạn sẽ dùng cái thẻ là Browser Router rồi bọc nó vô. Rồi di chuyển ống áp này đặt vào giữa, đúng không ạ? Đặt vào giữa. Rồi, thế thì bên trong này nó mới có những cái tuyến đường có thể sử dụng được. Giả sử như bản thân ống áp này bây giờ chúng ta có ống header. Rồi bên dưới chúng ta sẽ có những cái ống router nhỏ hơn bên trong. Giả sử chúng ta có cái ống router này, router là có số nhiều, có chữ S đằng sau này đúng không ạ? Đóng ngoặc lại xuống dòng các bạn import này, xóa chữ S đi viết lại, hoặc là trên máy Win thì ấn cắt chôn cách thì nó sẽ import cho chúng ta.
Ở trong này sẽ có những cái router con đúng không? Router con. Router này thì nó mặc định là nó sẽ không có chữ S đằng sau các bạn nhé. Giả sử bây giờ mình có cái path như này, hoặc là các bạn để index cũng được. Index chính là cái trang chủ của mình ấy, thì nó sẽ hiển thị giúp chúng ta cái element là trang home chẳng hạn, trang home hoặc trang shop. Giả sử thầy muốn đang xây dựng một trang shop đi, đúng không? Trang shop. Thì đương nhiên là chúng ta cần phải có một cái component là shop ở đây. Chúng ta sẽ tạo component luôn. Chúng ta sẽ có một cái folder tên là page, và trong này thầy sẽ tạo một trang là trang shop.tsx tsrafce đúng không ạ? Enter. Đây chính là trang shop rồi. Ở trang shop này mình sẽ export ngược trở ra đây. Rồi đóng nó vào. Như vậy là chúng ta được cái router đầu tiên. Và thông thường ấy, những cái router đằng sau nó sẽ là cái router kế cận, hoặc là những cái router liên quan đến việc là xử lý dot file. Giả sử các bạn có thể rảnh các bạn làm luôn trang dot file luôn được. Cái trang dot file nó không quá quan trọng, nhưng mà hầu như là ứng dụng nào nó cũng sẽ có trang dot file. Đó. Hiện tại thì ở đây là các bạn cũng đã xong được cái phần định tuyến cơ bản rồi. Đó. Các bạn thấy home này, shop này, register, login này, ấn này đúng không ạ? Ấn nó có cái tác động rồi đấy. Nhưng mà thực ra là nó không có trang khác thôi đúng không ạ? Nó không có trang khác thôi. Thì bây giờ mình làm nào để cho cái lab 3 này nó thò thụt kiểu bootstrap ấy. Thì chúng ta phải import bootstrap vào đây các bạn nhé. Nhớ import bootstrap vào đây này. Thầy sẽ import bootstrap vào đây. Bootstrap dist .css, bootstrap.min.css. Đó. Đó, bây giờ nó thò thụt rồi đúng không ạ? Thò thụt rồi. Đấy, bây giờ thì các bạn ấn vô ấy, các bạn sẽ thấy là ở trên này mình còn có nhiều thông tin khác, và mình phải để cái toggle nữa đúng không, để cái toggle nữa. Thế bây giờ các bạn muốn điều chỉnh thêm cái nội dung bên trong thì các bạn sẽ làm giúp thầy một cái việc, đó là chúng ta sẽ đưa cho nó những cái đường link để nó định tuyến, và thầy sẽ dùng luôn chữ lab link để là có active luôn các bạn nhé. Thầy sẽ sửa toàn bộ cái chữ link ở trong cái trang này thành lab link giúp thầy. Thầy sẽ ấn vào đây này, tức là mình sẽ chấp nhận là gì ạ? Lấy những cái chữ mà nó phải phân biệt cả in hoa in thường và đổi thành chữ lab link. Lab link này nó sẽ có mặc định có một cái class là active để mình xử lý cái việc là mình đang đứng ở trang nào. Đó. Trong này thì mình sẽ cho cái trang register nó có đường dẫn là register. Đó, trang shop nó sẽ có đường dẫn là giống như trang home đi đúng không? Trang shop trang home cùng một cái đường dẫn đi. Trang register đây, và trang này là trang login. Đó, tạm thời vậy. Mình ấn này, register chưa? Ở login đúng không ạ? Login. Nhưng mà hiện tại mấy cái trang nó chưa có cái component nào cả. Thì mình sẽ làm tạm mấy cái component ra đây các bạn nhé. Làm tạm mấy component ra đây. Mấy bạn thắc mắc là thầy gõ sao nhanh thế không? Chúng ta sẽ có một cái extension là gì ạ? ES7 đúng không ạ? Extension là ES7 SlipS. S7 React, React GraphQL, React Native, SlipFast. Cái này giúp chúng ta có một số cái cú pháp gõ nhanh. Đó. Thì các bạn cài hôm nay vào và gõ giống như thầy ấy. Ví dụ như AMD nó là gì ạ? Destructor module form module đúng không ạ? Bên dưới chúng ta có một số cái cú pháp dành cho React. Ví dụ như chúng ta có những cái import, chúng ta có React, chúng ta có CVKR. Rồi bên dưới nữa chúng ta sẽ có những cái thông tin liên quan đến phần component. Đó. Ví dụ như console log thì thầy hay gọi là CLG đấy đúng không? Nó là console log. Đây là một số cú pháp gọi nhanh. Đối với component thì chúng ta có RCC, nó sẽ ra class component. Rồi React Euro function thì nó ở bên dưới đúng không ạ? RAFCE cơ mà. Đấy, vậy chúng ta gọi RFCP này, RAFCP này, RAFC này đúng không ạ? Và RAFCE đây thầy gọi câu này để nó ra cái SlipS này. Cài này trước nhé. Sau mà mình import nhanh như vậy thì mình cần phải cài thêm cái ông auto import. Đây là những cái tối thiểu chúng ta nên cài rồi. Thay vì chúng ta cài đế chế liên quân liên minh gì đấy thì chúng ta nên cài mấy cái này các em nhé. Import auto import. Đó. Thầy đang cài auto import ES6 TS ZX này với auto import bình thường. Cái này có 3 triệu lượt tải đúng không? Ít nhất là có hai cái này. Rồi,
quay lại bài. Có bạn nào hỏi cái gì thì cứ chat không chat không tí thầy trả lời. Thầy đang phải tắt cam đi, nó hơi kém tương tác tí tại vì máy nó hơi chậm. Trong này thầy sẽ tạo ra cái trang register đúng không? Trang register là cái trang giúp chúng ta đăng ký account TRX, TSRAFCE, enter đó. Ở trang login TRX, TSRAFCE. Có buồn ngủ quá không các em? Mọi người gõ vào khung chat, ai ngủ rồi gõ vào khung chat phát rồi. Mọi người các bạn ngủ hết thì chết. Đây vẫn là phần dễ thôi đúng không? Đây nó vẫn là cái phần định tuyến thôi. Cái phần router này có ai gặp vấn đề gì về cái việc mà chúng ta chưa biết cách định tuyến không? Thầy đã có sẵn một cái bài viết về về hướng dẫn định tuyến rồi đấy. Có thì tí thầy sẽ chia sẻ lại trong nhóm nhé. Router, chúng ta có router path đúng không? Router path thì hiển thị shop. Chúng ta có router liên quan register thì hiển thị trang register. Thầy sẽ import ở đây là register. Rồi chúng ta sẽ có cái router tiếp theo. Router login thì hiển thị login. Login thì chúng ta phải có cái component login. Này gợi ý sai đấy ạ. Component login. Rồi. Chúng ta thấy thầy đang đi hơi nhanh nhé. Thầy đang đi hơi nhanh so với trên lớp. Tại vì thực ra các bạn đang học ở buổi thứ 9, buổi thứ 10 rồi. Chúng ta phải hình dung là chúng ta có 10 buổi trên lớp với các thầy giáo rồi. Bây giờ gặp mỗi thầy thêm một tí thôi đúng không? Chẳng qua là thầy đi nhanh và tổng hợp lại theo một cái luồng nó liên tục trong 2 tiếng đồng hồ. Ủa thầy không gói router và browser router ạ? Thầy có gói cho em. Thầy gói ở bên này rồi. Nếu mà các bạn thích gói bên này thì cũng được. Gói ở đâu cũng được. Gói ở đâu thì cái chỗ đấy nó sẽ thành cái bộ định tuyến. Thầy gói bên này này. Gói em sao chạy được. Browser router đây này. Thằng đăng này, người ở đâu vào đây ấy? Hay là vừa ngủ gật rồi em? Nhìn thấy chưa em? Nhìn thấy đăng, đăng nhìn thấy chưa? Đấy, xong bây giờ mình có thể mình hứng lên mình làm luôn trang not found đấy cũng được. Một cái router nó có cái path là sao và hiển thị 404 đấy, ví dụ vậy. 404 not found. Rồi comeback hôm sau. Thế thì chúng ta có sơ sơ cái trang này. Và có thể tí nữa chúng ta sẽ có cái trang chi tiết sản phẩm sau. Bây giờ chúng ta quay vào trang shop này. Nếu bạn ấn vào shop thì nó sẽ phải hiển thị shop đúng không ạ? Ấn vào shop hiển thị shop, ấn register hiển thị register, ấn login hiển thị login, ấn logo thì về trang home, về trang home chính là trang shop. Đấy, bây giờ vào trang shop mình làm nào để mình hiển thị sản phẩm ở đây? Thì chúng ta sơ sơ một chút về giao diện nhé, nhé. Sơ sơ chút thôi. Giờ sửa trong trang shop này. Bây giờ thầy sẽ không hiển thị chữ shop đây nữa, thầy sẽ bọc nó thành một cái component, một cái container ở đây để chúng ta gói nó vậy. Chúng ta sẽ có một cái thẻ div ngoài cùng, thẻ div này thầy sẽ để nó là cái container class name. Nó lại đơ đơ chậm chậm như này. Thầy lại tắt cam đi vậy. Mọi người chịu khó tí nhá, hoặc là giao lưu tí cho đỡ buồn ngủ vậy. Trong trang shop này chúng ta sẽ có cái thẻ shop. Xong sau này thì mình sẽ có cái danh sách sản phẩm ở đây. Chúng ta sẽ phải làm nào để lấy ra được cái danh sách sản phẩm đây. Thẻ để tạo như này đã. Rồi, bây giờ mình hình dung như này này. Ở component app của mình ấy, nó chính là cái ông to nhất, cái ông cha đúng không? Ông bao bọc hết những cái thằng con bên trong. Những cái thằng này là những thằng con thôi. Thằng con này bây giờ mình muốn truyền dữ liệu vô ấy, thì mình sẽ phải tìm cách làm sao để lấy dữ liệu từ ngoài app để truyền vào những con. Đó. Cách đơn giản nhất, cách mới, cách mà dễ tiếp cận nhất với người mới ấy, là chúng ta đừng có cốt quá nhiều component lồng nhau qua nhiều thế hệ. Ví dụ component cha rồi con rồi cháu rồi chắt chút chít. Thế giả sử bây giờ thằng chít mà nó muốn nói chuyện với cụ nó chẳng hạn, thì mình cứ suy nghĩ thế này: dữ liệu nó phải truyền lần lượt từ trong ra ngoài và truyền lần lượt từ ngoài vào trong. Lúc đấy thì nó sẽ rất là phức tạp. Và khi chúng ta có đủ kiến thức về React rồi, chúng ta cần phải học thêm về Reducer, học thêm về Use Context, học thêm về những công cụ quản lý cái việc truyền dữ liệu. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có những khái niệm mới và chúng ta có cách truyền hay. Còn hiện tại thì mình chỉ truyền từ thế hệ này sang thế hệ kế cận thôi. Truyền từ ông app và ông con của ông app thôi, chứ đừng truyền sâu quá các bạn nhé.
Đấy là lý do các bạn hay lỗi ở bài kiểm tra đấy các bạn nhé. Nếu chúng ta chưa đủ kiến thức, chưa đủ công cụ thì chúng ta đừng có truyền sâu quá mọi thứ. Đấy, dưới này các bạn có thể có thêm cái footer cũng được. Tạm thời thì sẽ để mỗi thế này. Bây giờ mình muốn hiển thị trong trang shop ấy, thì theo ý của thầy là chúng ta sẽ lấy giao diện ở trang shop, nhưng logic dữ liệu nó sẽ ở bên bên trang app, bên cái ứng dụng app bên ngoài cùng này. Đó. Tại sao lại như vậy ạ? Tại vì trong component của JavaScript của React ấy, nó có hai loại component chính bạn chia nhé. Nó một cái nó gọi là smart component. Các bạn nhớ khái niệm này này, nó là smart component. Smart component nó biểu thị một cái component nó mang tính chất là thông minh đúng không ạ? Nhưng vì nó thông minh quá nên nó ít được dùng đến. Tại sao thông minh quá ít được dùng đến ạ? Tại vì bên trong nó đã có dữ liệu và có xử lý logic bên trong rồi. Nên là nó ít bị tái sử dụng, ít được tái sử dụng đúng không ạ? Còn một cái nó ngược lại với cái ông Smart Component này, nó tên là Dumb Component. Nó là một cái component chuyên chỉ để xử lý giao diện thôi. Nó không có tính toán gì bên trong cả. Chính vì vậy nó cần gì ạ? Nó cần những cái ông giỏi tính toán ấy, ông ấy chia sẻ lại dữ liệu cho nó tính toán. Đấy, các bạn hình dung nhé. Bản thân ông app này khả năng cao ấy, là ông không làm giao diện. Ông app thì ông chỉ xử lý logic thôi. Ông ấy kiểu ông kiểu giống như kiểu kiểu làm xong dữ liệu xong mới quăng sang shop để shop hiển thị. Shop này sẽ chuyên hiển thị giao diện. Đấy, trong này thì chúng ta sẽ nhìn nhé. Đặc biệt là chúng ta có dữ liệu đúng không ạ? Chúng ta có dữ liệu chúng ta sẽ phải ghét dữ liệu ra, chúng ta phải xử lý cái phần bên trong này. Thì bây giờ chúng ta sẽ học về probe và state. Probe và state nó là hai khái niệm hoàn toàn nó gọi là kinh điển trong React nhưng mà nó lại rất dễ nhầm lẫn. Gọi là cực kỳ nguy hiểm với người mới đây đúng không ạ? Probe này vừa nãy thầy đã bảo nó là cái gì? Nó là property ấy, đúng không? Câu này là câu mà người ta hay phỏng vấn nhất đấy các bạn. Property này nó gọi là thuộc tính đúng không? Nó đã gọi là các thuộc tính rồi thì thông thường thì nó người ta không thay đổi đâu các bạn nhé. Các thuộc tính gọi là các thuộc tính của component. Và ngược lại với probe hoặc là song song với probe cũng được, nó gọi là state. State nó là viết tắt của statement, tức là nghĩa là trạng thái. Tức là trạng thái của data các bạn nhé, trạng thái của data, trạng thái của dữ liệu ấy. Thế bây giờ mình sẽ đi sâu vào mình kiểm tra xem. Kiểm tra xem state thì là như nào mà probe thì là như nào. Trong quản lý state thì kinh điển nhất người ta sử dụng use state để cập nhật để xử lý trạng thái. Nếu như chúng ta không có cập nhật và xử lý trạng thái ấy, thì chúng ta sẽ phải liên tục gì ạ? Render lại đúng không ạ? Liên tục phải render lại cái component. Giả sử như trước đây chúng ta hay có cái ông là let product. Chúng ta muốn làm trang danh sách sản phẩm đúng không? Chúng ta có let product này. Ví dụ ban đầu nó bằng một cái object rỗng này. Xong về sau chúng ta gắn lại ấy. Sau khi chúng ta get được API ở đây này thì khả năng cao trong khi get API xong là chúng ta sẽ phải gọi window chấm location đúng không ạ? Chấm location chấm reload ở đây. Thế nhưng mà cái cơ chế reload này nó chỉ đúng ở trong HTML thôi. Còn trong React nó sẽ có cơ chế render riêng. Tại vì ông React ông sử dụng một cái DOM ảo, nó tên là Virtual DOM. Đây là một cái khái niệm cũng là mới luôn với những người mà mới tiếp cận lần đầu. Thì các bạn hình dung như này nhé, khi mà chúng ta dùng cái phương thức là react.createElement hoặc là react.create.root.render ở bên ngoài main này thì cái DOM mà chúng ta đang tác động, đang thao tác ấy, nó không phải là DOM thật, nó là DOM ảo các bạn nhé, hay còn gọi là Virtual DOM. Rồi sau đó lấy được rồi ấy, nó mới bắt đầu nó đưa vào so sánh với cái DOM thật, đưa vào so sánh hai cái lần render với nhau xem nó có sự khác biệt không. Nó có sự khác biệt thì nó sẽ cập nhật, rồi cập nhật gọi là cập nhật theo state đấy. State thay đổi thì component được thay đổi, được cập nhật. Rồi sau đó nó mới mang cái dữ liệu đó nó đưa vào trong cái DOM thật các bạn nhé. Cái đoạn này nó hơi lằng ngoằng, nếu mà giả sử như có thời gian thì khả năng cao là thầy sẽ phải gửi cho bạn mấy cái hình minh họa xong thầy vẽ trên bảng nữa cơ, giống như một số buổi trước, buổi buổi 6 buổi 7. Nhìn nghe như vậy thì chúng ta thấy là nó hơi hoang mang, thì cho chúng ta sẽ thử làm dữ liệu thật xem chúng ta thấy nó render như nào đã. Chúng ta đang tập trung vào việc xử lý state nên thầy sẽ gọi một cái hook nó tên là yield state để chúng ta nhìn xem đúng không? Nhìn xem state nó hoạt động như nào. Các bạn có product,
có Sales Product. Cú pháp restructuring này mọi người có bị bỡ ngỡ quá không các em? Đó. Product này nó là danh sách sản phẩm nên là nó sẽ nhận một cái giá trị, nó là mảng rỗng các bạn nhé. Ban đầu nó sẽ là mảng rỗng. Còn nếu các bạn muốn khai báo kiểu chi tiết cho nó, các bạn sẽ phải đóng mở ngoặc đây và khai báo kiểu đây. Vì nó có kiểu dữ liệu là product nên thầy sẽ khai báo cái type cho product luôn. Type thầy sẽ khai báo bên ngoài nhìn cho nó clean nhé bạn nhé. Type của interface đều được. Giả sử các bạn dùng interface. Interface thì không dùng dấu bằng. Chúng ta sẽ có T product được. T product là tức là cái type product đấy, đúng không ạ? Rồi trong này chúng ta sẽ có kiểu dữ liệu, giả sử chúng ta có ID, number hoặc string đều được. Nên thầy sẽ để là number suộc như này. Đây là một kiểu dữ liệu dạng kết hợp giữa number và string, ông hoặc là number hoặc ông là string. Rồi chúng ta có name là string, chúng ta có price là number. Giả sử vậy, chúng ta có t product đơn giản vậy thôi. Rồi các bạn đưa cái t product chúng ta khai báo vô bên trong. Đấy. Và vì nó là mảng sản phẩm nên thầy sẽ đưa dấu đóng mở ngoặc vuông bên trong đằng sau. Đó. Đây là kiểu khai báo cơ bản nhất. Đây, trong này thì chúng ta phải dùng hai cái ông khai báo này ra, không dùng thì nó vô nghĩa. Cái cú pháp này mọi người có thắc mắc không? Mọi người có trao đổi không? Mời mọi người comment vào khung chat giúp thầy xem là có nhớ tên cú pháp này là gì không? Cú pháp đóng mở ngoặc vuông này này. Chat giúp thầy nào. Kiểm tra tí nào, chat giúp thầy nào. 76 thành viên đang view. Alo, đang xem Indonesia thầy ấy à? Đang xem bóng bàn hết rồi. Sợ mọi người đi ngủ hết rồi. Hello, thầy thua hay thắng em? Đá từ bao giờ nhỉ? Thầy không để ý thua rồi á? Anh ấy thua rồi à? 3-0 à? Ôi giời ơi. Ok, cái đoạn này chính là sẽ khởi tạo giá trị ban đầu đúng không ạ? Nhưng mà cái ý thầy là cái cú pháp đóng mở ngoặc vuông này này. Cú pháp này nó gọi là destructuring các bạn nhé. Destructuring tức là mình sẽ phá vỡ cái vòng bao bọc bên ngoài. Cái vòng bao bọc bên ngoài nó có thể nó là cái vòng bao bọc mảng hoặc object. Nhưng mà dù sao chúng ta sẽ hiểu là useState nó là một function. Function này nó return ra một mảng, mà cái mảng bao gồm product là cái biến, là cái state của mình, và set product nó là một cái hàm đúng không ạ? Nó là một cái hàm chuyên để đặt lại giá trị cho cái biến state này, đặt lại giá trị cho cái ông product này. Đó. Bây giờ mình sẽ dùng thông thường ấy, các bạn dùng ấy mà các bạn xử lý event ấy, giả sử ông product ban đầu nó có thể nó là một cái gì đấy mang tính chất là gì ạ? Nó là một cái sản phẩm kiểu như thế này chẳng hạn. Nhiều khi thầy không thích object rỗng này, hoặc là bằng bình thường là object rỗng đi. Xong thầy sẽ có một cái function là handle click chẳng hạn, thầy ấn nút vô thì cập nhật. Đúng không ạ? Chỗ này là chúng ta sẽ gọi một ông là set product. Set product. Đấy. Ví dụ như về thầy set product là mình mang nguyên cái mảng cũ mình bế nó vào đây. Sau đó mình giải thêm một cái phần tử iPhone 13 giá trị là $1,000 chẳng hạn. Đó. Sau cái set product thì thầy sẽ phải dùng cái hàm này, giả sử thầy ấn thử nó ở đâu đó đúng không? Thế bây giờ thì cú pháp nó bắt đầu lằng tằng hoằng, thì khả năng cao là mình muốn truyền cái ông handle click này vào một chỗ nào đó. Thế còn nếu bây giờ chúng ta chưa muốn truyền vào hẳn router ấy, các bạn có thể truyền vào một cái chỗ nào đó ở đây. Ví dụ các bạn có thể truyền vào một cái button là handle click add, mình ấn vô thì nó sẽ thêm cái sản phẩm iPhone 13 vào và nó sẽ giúp thầy hiển thị cái thông tin sản phẩm ra đây. Ví dụ thầy sẽ hiển thị thông tin sản phẩm dạng JSON cũng được, hoặc thông tin sản phẩm map cũng được. Nếu mà các bạn map ra thì map ra name và map ra price được. Đấy, xong sau đó thì mình sẽ hiển thị giao diện ở đây. Đương nhiên là thầy sẽ phải đóng thẻ vào.
Nếu thầy không đóng thẻ vào, thầy sẽ đóng thẻ UL vào đây. Rồi, UL nó bao bọc bên ngoài các bạn nhé. Đó. Ấn Add vô này, đó. Add vô phát là state thay đổi. State ban đầu nó là một cái array rỗng. Đây, riêng khi add vô thì nó sẽ có thêm một phần tử là iPhone 13. Đó. Thế thì các bạn hình dung state nó hoạt động theo kiểu là nó sẽ thay đổi được dữ liệu, nó sẽ cập nhật được dữ liệu. Đó. Thế khi mình ấn add vô ấy, thì các bạn đừng có nghĩ là cái component này nó không render lại nhé. Thực ra nó render lại. Thực ra khi mà state nó thay đổi là nó render lại rồi. Mà render lại nó cập nhật lại dữ liệu rồi thì mình mới có cái dữ liệu vừa nãy. Nếu như mà nó không cập nhật ấy, thì cái chỗ này nó vẫn chỉ là gì ạ? Một cái chỗ undefined thôi. Một cái chỗ rỗng thôi. Một cái chỗ mảng rỗng thôi. Brack mà nó rỗng nó không map được đâu. Nó map rồi nó map ra những cái phần tử không có gì ở đây cả. Thế sau khi mà chúng ta có iPhone 13 thì chúng ta mới có được cái phần tử đầu tiên. Thế thì về sau các bạn thấy là chúng ta có danh sách sản phẩm guest từ API nữa. Nên hôm nay thì mình sẽ tìm cách là kết nối với riêng server mà chúng ta hiển thị danh sách sản phẩm ra đây. Đây là phần xử lý dữ kiện đơn giản nhất, chúng ta dùng on click. Rồi on click thì chúng ta gọi đến một cái hàm. Mà khi gọi hàm chúng ta đừng có dùng dấu nháy này nhá. Đây nó là một cái probe nên là nó sẽ phải sử dụng gì ạ? Nó phải sử dụng dấu đóng mở hoặc nhọn. Từ nay trở đi các bạn truyền giá trị của probe, các bạn vui lòng dùng tất cả là dùng dấu đóng mở hoặc nhọn giúp thầy. Và chúng ta không dùng dấu như nháy nháy giống như bên HTML nữa. Các bạn cứ luôn luôn phải suy nghĩ một cái quan điểm là chúng ta đang code JSX chứ chúng ta không code HTML thì nó mới đỡ hoang mang đúng không? Không thì nhiều lỗi lắm. Giờ thầy xóa bớt comment đi này. Ở đây thầy sẽ sử dụng useFact và chúng ta sẽ gọi cái API của mình nữa. Lại phải tắt cam cho đỡ lag. Cứ bật cam một lúc là nó giật vậy ha các em. Chúng ta sẽ useFact. useFact nó là một cái hook có sẵn trong React rồi, các bạn import vào. Tham số đầu tiên nó sẽ là một cái function callback. Rồi tham số thứ hai nó sẽ là cái dependency list đúng không ạ? Dependency list tức là cái sự phụ thuộc. Nếu các bạn không khai báo thì có nghĩa là các bạn bỏ qua và lúc này useFact cứ có state thay đổi nó sẽ gọi cái component cái function bên trong. Đấy, các bạn thấy dấu hỏi chấm này, dấu hỏi chấm này có nghĩa là một cái tham số không bắt buộc các bạn nhé. Nếu các bạn bỏ qua nhảy thì nó gọi liên tục luôn đúng không ạ? Trong này chúng ta sẽ thử những cái lệnh như con fetch API. Giả sử như mình đây đang được gợi ý là fetch store API đúng không? Thì thầy sẽ khởi chạy JSON server để thầy fetch lên JSON server nhé. Thầy sẽ cài thêm một cái thư viện là concurrently để mình chạy luôn đồng thời kiêm nhiệm hai cái port, một cái port là 5173 và một cái port là 3000. Thế cho nó đầy đủ. Đỡ phải mở nhiều cái cửa sổ nhỏ ở đây nhìn nó vướng mắt ra đúng không ạ? Chúng ta vào package JSON này. Trong này chúng ta sẽ sửa một chút các bạn nhé. Mọi người đợi xíu, không biết mất mạng hay sao này, tự nhiên nó lại đơ này. Thầy sẽ viết luôn concurrently này. Chúng ta sẽ chạy viết nó chạy JSON server --- what db json --- port. Các bạn không cần queue cái ar cổng port cũ đâu, các bạn sẽ để mặc định là mình sẽ chạy port 3000 tại vì mình không chạy cái gì khác nên mình không sợ trùng các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta chạy viết, sau đó chúng ta chạy JSON server --- what db json port. Ở đây nó bảo là gì, trong quá trình cài đặt nó đã nhận thấy cái sự thay đổi giữa cái phần file packet của mình với trước và sau khi nó cài ấn compare để các bạn so sánh xem có gì khác thì mình sẽ ghi đẻ. Thầy sẽ thấy là ở đây nó có một cái phần là nó mọc thêm cái này thì thầy chấp nhận, thầy sẽ ấn tích vào đây. Ok. Vậy là chúng ta vừa cài xong, bây giờ chúng ta chỉ việc chạy npm run dev thôi ạ. Npm run dev là khởi chạy cả server rồi nhé. Khởi chạy cả server và chạy cả cái port là 5173 với vít rồi. Xong mình sẽ kéo cái này xuống. DB của mình đây ạ. DB của mình đây. Đây các bạn sẽ xóa bớt những cái DB vớ vẩn linh tinh đi, mình sẽ làm một ít data fetch. Rồi làm một ít data fetch ở đây. Data fetch thì các bạn có thể
tự tạo cũng được. Còn nếu các bạn thấy nó tạo nó pha ke nhìn nó dởm quá thì các bạn có thể lên dummy JSON, thì các bạn lấy một ít data fake về, thầy sẽ suộc dummy JSON suộc product để mình lấy cái phần danh sách sản phẩm này về. Thầy sẽ copy cái dữ liệu này, thầy paste vô đây đúng không, paste vô đây, thầy bỏ bớt mấy cái linh tinh rườm rà đi, thầy cần mỗi sản phẩm thôi mà. Rồi thầy xóa bớt cái bên trên này đi. Rồi bây giờ thầy có danh sách sản phẩm trông nó cũng khá hoành tráng, nó có ID này, có title này, có description, có price này, có discount person này, rating stock các thứ đúng không ạ. Ở đây thì mình thấy là ngon lành rồi, mình có sản phẩm rồi, mình ghét nó ra giúp thầy nhé. Thì trong này mình sẽ use fake và chúng ta sẽ thử fast API đúng không, thử fast API. Các bạn nếu mà các bạn dùng fast đấy, các bạn sẽ fast và đưa cái API vào đây, http 2 chấm sổ suộc localhost suộc 3000, mình chạy những port 3000 đây ạ, suộc product. Rồi đằng sau mình sẽ chấm gen đúng không ạ, chấm gen. Các bạn thích viết kiểu promise, kiểu chấm gen chấm cat hơn hay là viết theo kiểu async away hơn? Chúng ta có rest, viết theo kiểu async away nhé, vẻ nhìn gọn hơn đúng không. Rest chấm json, return rest chấm json đúng không, rest chấm json. Rồi chúng ta đằng sau chúng ta chấm gen phát nữa. Trong cái gen này chúng ta sẽ có data và chúng ta cứ thử console log ra data xem trông thế nào đã. Record thầy gửi vào Zalo sau ạ, mạng phòng em xem giật giật. Ok đội này đi đâu hết nhỉ. Khi các bạn console log data, các bạn nhìn thấy ngay cái array 30 sản phẩm đây này, màu xanh xanh này đó, ID dùng một title iPhone 9 này. Như vậy là mình lấy được data. Như các bạn thích viết kiểu này hơn hay là viết kiểu ACOS hơn? Bây giờ mình lấy được data rồi ấy, thì mình ngoài cái việc mình console log ra, mình phải gắn nó vô đúng không? Chúng ta sẽ set product data. Set vào rồi ấy, thì bây giờ các bạn hiểu là khi nó set sản phẩm vào rồi thì ông product này mặc định nhá là đã có giá trị rồi. Nhưng bây giờ chúng ta chạy ấy, là cũng hơi bị ố dề đấy. Nó sẽ render liên tục các bạn nhé, nó sẽ render liên tục đấy. Đây, cảnh báo trước. Bây giờ chúng ta sẽ thử console log thử ông product này ra xem trông nó nhào đã. Product. Bây giờ thầy muốn nhìn ông product thì thầy sẽ sử dụng json.stringify để mình hiển thị ra product. Đúng không ạ? Lưu. Rồi bây giờ này chạy liên tục này, các bạn thấy nó chạy liên tục chưa? Thấy nó giật nó lăng nhăng 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 chưa? Nó chạy liên tục này, nó gọi hàng mấy trăm lần đây này. Đó, mấy trăm lần, 300 lần rồi. Thì chúng ta để ý nhé, yield fake nó sẽ gọi liên tục cho đến khi nào mà chúng ta không cập nhật, không thay đổi dữ liệu nữa. Còn nếu mà chúng ta thấy là nếu như chúng ta còn gọi thì nó còn còn cập nhật và nó lại còn tiếp tục thay đổi. Rồi bây giờ thầy sẽ giải thích này. Thầy vừa dừng nó lại rồi. Nếu như chúng ta không có cái sự phụ thuộc ở đây ấy, mất cam hay sao ấy thầy? Thầy tắt cam em ạ, không phải mất cam đâu. Thầy tắt đi cho nó đỡ bị giật giật đấy. Nếu chúng ta không có cái dependency list ở đây ấy, thì mặc định user fake nó sẽ làm một cái việc là nó sẽ cập nhật state, nó đã set product khi nó gì ạ? Khi nó nhận ra được là gì ạ? Nó lấy được dữ liệu từ fast API, sau đó nó chuyển vô ạ, nó chuyển vô cái state của mình là product bằng cái lệnh set product. Thế thì khi mình set product mình đã coi đây nó là state rồi, state nó là trạng thái và lúc đấy hoàn toàn cả cái component này được render lại. Tại vì state thay đổi mà, nó thay đổi thì nó phải cập nhật chứ, đấy là bình thường. Thế nó cập nhật xong nó lại bắt đầu nó chạy tiếp một lần nữa, và khi nó chạy vào use fetch lần thứ hai ấy, nó lại tiếp tục thấy cái lệnh fetch này, nó lại fetch lại dữ liệu và nó lại set lại product. Nó set product xong thì nó lại thấy state thay đổi thì nó lại gọi tiếp một lần nữa các bạn nhé. Đây là một cái vòng lặp tuần hoàn vô tận. Nếu chúng ta không dừng lại ấy, thì khả năng cao là cái Google Chrome của mình sẽ chết. Tại vì bên đấy nó cứ request request liên tục, thế xong đến một thời gian là lặng quá đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ thêm cái array rỗng vào đây. Trường hợp này là trường hợp là mình chỉ render một lần sau khi component được mount thôi, gọi là cái thời điểm gọi là component đứt mount các bạn nhé. Thầy sẽ chú thích vào đây này.
chúng ta có UEFI. Rồi để cho xuống dòng. Thầy sẽ ghi tiếng Việt thôi các bạn nhé. Nếu không có tham số đúng không? Dependency thì không có dependency. Thì nó sẽ chính vì cái này nên nó sẽ dẫn đến trường hợp là gì ạ? Render lại liên tục. Render lại liên tục nếu như chúng ta bị vô tình chúng ta kết hợp với cái useState. Nếu setState đúng không? SetState. Gọi là vô tình thôi đúng không? SetState. Trong callback. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta thấy là nếu như có dependency thì callback sẽ được gọi lại mỗi khi cái dependency này thay đổi. Nó rất dễ hiểu đúng không ạ? Còn nếu mà nó là cái mảng rỗng đúng không? Dependency là mảng rỗng. Thì callback sẽ chỉ được gọi một lần sau khi component được render. Component được render hay được mount cũng được. Thế thì ở đây nó cũng hình thành một cái liệu mới, nó là nó là gọi là gì? Nó gọi là life cycle. Cái này nó là cái phần kiến thức khá là sâu các bạn nhé, nó là khá là sâu. Thế thì tạm thời mình lấy được danh sản phẩm ở đây, mình render nó ra đây, mình nhìn lại xem ứng dụng mình đã ổn chưa. Đây là toàn bộ cái danh sách sản phẩm thầy đã map nó ra mà chưa map đúng không, nó gọi là in nó ra thôi. Thế bây giờ cái sản phẩm này chúng ta truyền vô trang shop và chúng ta sẽ xây dựng sản phẩm trong trang shop. Truyền vô như nào, thay vì mình viết cái câu json.stringify này, các bạn khai báo giúp thầy là trang shop này có một cái thuộc tính, có một cái probe là product bằng gì ạ? Mở hoặc ra. Rồi bao nhiêu được, bao nhiêu sản phẩm mình truyền vô đây giúp thầy. Product. Thầy sợ là dạy nhiều kiến thức quá hay chúng ta buồn ngủ thôi. Ở đây nó cảnh báo một cái lỗi, nó là gì ạ? Product này nó không thể nào interest assign đây, nó không thể nào assign cho cái phần lỗi là interesting attribute được. Tại vì bên kia nó không có cái attribute nó tên là product các bạn nhé. Cái bên component cái bên cái component shop ấy, các bạn để ý này. Bên trong này nó đâu có khai báo gì đâu. Cái bên này mình muốn dùng ấy, thì mình phải khai báo là trong product của tôi có một ông tên là product. Thì bên kia người ta mới cho gửi vô. Ở trong này thì các bạn có thể khai báo product như này. Và đương nhiên cái kiểu dữ liệu ông này là T product đúng không ạ? Nhưng mà khổ lỗi ông này viết ở bên app. Bây giờ thầy sẽ tìm cách thầy tách nó ra để mình dùng nhiều chỗ. Interface này, mình tách nó ra. Interface này dùng rất nhiều chỗ các bạn nhé. Nên các bạn Ctrl X, các bạn tạo giúp thầy một cái thư mục. Nó tên là Interface. Rồi trong Interface chúng ta sẽ có một cái thư mục là T product chẳng hạn. .ts. Ở trong này mình sẽ export cái nội dung này ra. Export cái interface này ra. Và mặc định thầy chỉ đang để là ID là kiểu number, string, name hoặc là title, cái này là title. Là string, price là number. Còn những cái khác thì tạm thời mình chưa có care, chưa có để ý đến. Rồi bây giờ mình quăng ngược trở lại, import ngược trở lại giúp thầy. Các bạn xóa chữ T đi, các bạn viết lại cũng được, nó sẽ tự import. Rồi. Bên trang shop này cũng vậy nhá. Khi chúng ta dùng thì chúng ta sẽ khai báo là T product đúng không? Import vô. Rồi khi vậy thì ở trong này mình sẽ lấy được cái product của mình. Và hoàn toàn các bạn có thể map product ở đây, đúng không ạ? Chúng ta có thể map product ở đây. Các bạn sẽ có nếu như mà chúng ta khai báo như này thì các bạn sẽ phải viết là product theo kiểu là probe.product. Đấy, thầy không thích gợi ý này đâu, thầy sẽ xóa cái này đi và thầy sẽ viết theo kiểu như là tôi có shop 2.fc react fc chẳng hạn. React.fc. Xong trong này chúng ta sẽ khai báo kiểu là probe đúng không ạ? Đó.
Thế bên này thì mình sẽ viết product destructuring ra, chúng ta sẽ viết là gì ạ? Product. Đó. Thế trong product này thì bây giờ mình lấy ra nó dễ, mình nhìn nó đỡ rườm rà. Product.map. Mình sẽ map item đúng không ạ? Item và bắn ra một cái thông tin. Thông tin này thầy sẽ để nó thành ngoặc đơn rồi xuống dòng rồi viết những cái gedit trong này. Cái gedit trong này thì tùy các bạn nhé. Các bạn map này thì thực ra nó cũng đang báo là có một cái kiểu dữ liệu là t product đúng không? T product thì nó lại khả năng nó lại bị có thể bị lún, có thể bị lún. Chính vì thế nên là khả năng cao là mình sẽ cho nó một cái kiểu là ông này array hoặc là lún các bạn nhé. Ông này có kiểu dữ liệu là t product này. Cái ngoặc nhọn của product là cái gì vậy thầy? Ok, để thầy fix cái lỗi này xong đã. À bạn hỏi cái ngoặc nhọn ở chỗ này, chỗ này đúng không? Chỗ dòng 12 này đúng không? Thầy sẽ cho t product hoặc là lún đi. Lún ở đây thì lại không map được. Ok. Chúng ta sẽ có phần t product này đóng vào ngoặc vuông mới chuẩn. Tại vì sao ạ? Tại vì product này nó chỉ là một phần tử của mảng thôi. Còn ngoặc vuông đằng sau nó sẽ là một cái mảng có nhiều phần tử có kiểu dữ liệu là t product. Rồi thầy giải thích cho bạn cái phần dòng 12 này nhé. Dòng 12 này thì chúng ta đang thấy là có dấu ngoặc nhọn ở đây. Thì về cơ bản các bạn muốn viết JavaScript, muốn viết code JavaScript ở trong JSX, các bạn cần phải mở ngoặc nhọn ra rồi các bạn viết những cái biểu thức ở bên trong. Chúng ta viết cộng trừ nhân chia, viết function, viết biến, chúng ta đều cần phải đưa vào cái dấu ngoặc nhọn. Giống như các bạn bên trên các bạn có cái hàm sum thì bên dưới này các bạn sẽ viết hàm sum như này. Đó. Sẽ viết hàm sum như này. Nó chỉ là đóng ngoặc nhọn để mình gọi cái biểu thức ra thôi. Đó. Trong này nó là JSX mà. Rồi trong đó thì mình mới gọi cái product.map. Đây nó là một câu lệnh ở trong JavaScript. Và thầy sẽ map vào title, map vào price. Đấy, thầy sẽ có cái key ở đây. Cái key nó sẽ bọc bên ngoài cùng nhé. Ở đây thì chúng ta có thể thấy nó cũng khá ổn rồi. Quay ngược lại đây xem nào. Nó đang báo lỗi dòng thứ... Thầy thu nhỏ vào xem nào. State probe thì thấy cũng khá ok rồi đúng không? Nó đang báo cái dòng shop bên dưới. Tại vì dòng shop bên dưới là cần truyền dữ liệu mà mình chưa có truyền. Cắt chân C mình quẹt nó xuống dưới thôi. Quẹt xuống vô. Hai trang shop này nó đều cần truyền dữ liệu vào. Sau này thầy sẽ sửa sau các bạn nhé. Sau này thầy sẽ sửa sau. Bây giờ mình quay lại xem sản phẩm mình này. Đó. Shop là iPhone 9 này. Shop là iPhone X này. 899 đô này đúng không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể cho thêm một chút thông tin khác. Ngoài những cái thông tin cũ thì chúng ta hoàn toàn có thể cho cái shop của mình rực rỡ lên. Chúng ta có thể image đúng không ạ? Các bạn dùng cái dấu ngoặc nhọn này để truyền item.thumbnail vào. Thumbnail. Thumbnail là cái ảnh đúng không ạ? Rồi chúng ta có item.title, nếu như thumbnail không hiển thị được. Các bạn thấy dấu gạch chấm 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 màu đỏ gạch ở bên dưới này. Nó có nghĩa là gì ạ? Cái kiểu dữ liệu t block của mình ấy, nó không hề có cái thuộc tính thumbnail. Đó. Thế mình thấy là cái thumbnail này khả năng nó không tồn tại. Mình nhìn lại nhé. Con t block này đâu có cái thumbnail. Các bạn cần phải khai báo cho nó đúng không? Thumbnail. String. Thumbnail này thì nhiều khi cũng có thể có không có. Nên thầy sẽ hỏi chấm. Chúng ta có thể có image đúng không? Image. Image. Nó là chuỗi string. Chuỗi nó là mảng đúng không ạ? Mảng string. Mảng những cái phần tử là string. Em bên dưới nữa các bạn có thể có những cái như là decryption đúng không ạ? Nó là string và những cái này nó có thể có không nên thầy sẽ hỏi chấm như này. Trong trường hợp dữ liệu nó không có thì nó sẽ không bắt buộc mình ha. Đó. Mình chỉ cần title và price là bắt buộc thôi. Những cái khác có thể người ta đang cập nhật thì sao? Thôi bỏ qua đúng không? Bỏ qua. Đấy thì quay lại trang shop thầy sẽ hiển thị ảnh cho cái sản phẩm này. Và cái thẻ ngoài cùng này thầy sẽ có một cái class name là product card chẳng hạn. Ví dụ vậy. Card tức là cái thẻ sản phẩm ấy các bạn nhé. Ở trong này thì cái phần nội dung này các bạn có thể customize, các bạn tạo ra một cái content product content tức là cái nội dung chứa thông tin của sản phẩm. Đó. Ở trong này chúng ta có thể có một cái thẻ P là
thầy sẽ, nó hơi giật nên là code nó hơi khó bạn nhé. Item.decryption. Rồi, ok, như vậy là chúng ta làm được sơ sơ rồi, các bạn có thể xem thêm sau. Đó. Cái ảnh này thì nó còn có cái to cái bé, thầy nhìn nó hơi ngứa mắt nên thầy sẽ cho nó image trọn vẹn một chút. Width tất cả là bằng 300 pixel cho thầy, không to nhỏ gì cả. Ok, thế là chúng ta làm được khá khá cái giao diện. Thực ra cái bài như này nó cũng rất là dễ rồi đúng không? Các bạn có muốn CSS tí không? Các bạn có thể CSS một chút về ông Procard này đúng không? Procard thì các bạn CSS một chút. Nếu các bạn thấy CSS ở ngoài này nó đơn giản hơn thì bạn CSS trực tiếp vào đây. Bạn CSS trực tiếp vào đây cũng được. Thế để width là 300 pixel chẳng hạn. Mark width cũng chỉ để là 100% màn hình thôi, để cho sản phẩm nó đỡ bị mất khi vào cái màn hình hẹp quá. Border 8 pixel chẳng hạn, cho nó bo viền vào. Border 1 pixel solid. Thăng CCC chẳng hạn đúng không ạ? Border radius để 8 pixel chẳng hạn. Ok. Rồi trong này mình sẽ có một số cái thông tin về cái thẻ đúng không? Ở trong này thì chúng ta sẽ có bên nội dung bên trong nữa. Tôi tạm thời thế đi. Đó, các bạn thấy nó khá là ok rồi. Thế này thì nó vẫn chưa hay các bạn nhé. Tại vì thực ra mình đang code giao diện, nếu muốn code nhanh hơn các bạn có thể để một cái block card bao ngoài. Sau đó chúng ta sẽ chuyển ông này thành SCS đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ code SCS còn hay hơn nữa đúng không? SCS. Đó. Sau các bạn sẽ sửa phần import ở TRX này này. Sửa lại thành import SCS giúp thầy. SCS nó là gì ạ? Tiền xử lý CSS các bạn nhé. Nó là một kiểu dữ liệu, nó là một kiểu file gọi là preprocessor CSS. Nó code CSS giống như class của lập trình. Bản thân CSS nó không phải là ngôn ngữ lập trình, nó là ngôn ngữ tạo kiểu. Nhưng bây giờ mình viết theo kiểu như này thì mình hoàn toàn có thể viết dạng lồng nhau. Các bạn có thể tìm hiểu thêm là SCS là cái gì. Trên lớp thầy thì thầy dạy rồi. Theo khi mình để cái đuôi là SCS, nó không nhận ra, nó bảo là gì ạ? Nó bảo là ông có muốn cài cái LPM install -DSASS không để biên dịch đúng không ạ? Để làm cái nhiệm vụ là pre-transform cái SAS này về CSS bình thường. Thì ok, thầy đồng ý cài. Thầy sẽ cắt chân C và thầy sẽ cài cái câu lệnh này. Thầy mở cửa sổ bên này thầy cài đúng không ạ? Cho rực rỡ. Rồi. Cài mất xíu thời gian rồi các em. Rồi, bây giờ thầy sẽ chạy LPM run dev. Nó lại bảo con currently bị làm sao này. Không biết vừa lại cài kiểu gì bây giờ bị thiếu con currently đúng không ạ? Thôi thầy chạy lại, thầy cài lại một xíu. Cái đoạn comment này thầy xóa đi được chưa? Xóa bớt đi mọi người nhá. Bớt đi nhìn cho nó gọn thôi. Cái đoạn này thì để lại, đoạn này quan trọng này, đúng không? Kiến thức này quan trọng. Các bạn thích các bạn có thể tạo thêm một cái page, một cái component footer chẳng hạn đúng không? Các bạn sẽ có component footer thuộc footer.tsx. Rồi trong này các bạn có thể kéo nó vô đây đúng không? Move. RAFC.
Enter. Lạc quá các em ạ, lạc quá, thầy đang cốt mà giật giật mà lạc quá, chả muốn nói luôn. Chán thế nhỉ. Mọi người có thấy cốt nó bị giật không? Thầy thấy nó giật quá trời luôn, giật quá trời luôn, tại vì thầy gõ mà một lúc sau nó mới nhận à. Đó, thầy sẽ có thêm cái footer cho các em nhé. Thì bây giờ giao diện của mình là cũng khá đầy đủ rồi, thì các bạn cài SCS xong các bạn chạy lại thôi, npm run dev thôi. Sau khi cởi chạy xong chúng ta có ứng dụng như này, loát đấy rồi, một số cái sản phẩm như này đúng không, thì code SCS nó khá là hay. Nếu mà chúng ta vào đây chúng ta sửa lại thì các bạn biết là placard bên trong còn có một cái ông là image đúng không, image mình có thể ghi đè được, mình có thể để width 100% được, hoặc là để cái border đúng không, thầy vừa nãy thầy để cái border ấy, border bên trên là 8 pixel ấy, các bạn còn nhớ không? Bây giờ thầy sẽ để một cái border radius là bên trên đúng không? Mình cũng sẽ bo vào là 8 pixel, và bên dưới hai cái cạnh bên dưới là 0 0, để cho nó gọn đó. Còn cái thằng bên trong nó có một ông là product content, vừa nãy các bạn nếu các bạn còn nhớ thì cái này mình sẽ để padding vào một chút nhé. Padding trên dưới trái phải mình sẽ để khoảng 24 hoặc là 12 pix tùy mọi người, để cho cái content nó nằm ở giữa như này. Đấy, còn giữa cái phần tử nó cần phải margin ra, chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta sẽ để một cái margin bottom là 24 pixel cho các phần tử nó tách nhau ra. Đó, nó tách nhau ra. Cái bo viền này là cái bo viền chưa ổn thì hoàn toàn chúng ta có thể bo viền thêm. Chúng ta sẽ inspect nên chúng ta bo viền thêm vào. Đó, đây là một cái trang khá là đầy đủ. Còn các bạn muốn là muốn chia lưới nữa đúng không? Nếu mà các bạn muốn chia lưới thì các bạn để ý là chúng ta có trang shop này này, có phần map này này. Khi các bạn map ra mỗi phần tử ấy, các bạn đã có rắc cạc rồi. Và các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một cái phần tử, cái phần row ở đây để các bạn chia cho nó một cái hệ thống bao gồm các row và column với nhau. Đấy, cái bên ngoài này các bạn có thể đặt row, còn bên trong các bạn có thể đặt column. Giả sử như đây là một cái phần tử thì một phần tử này chắc chắn nó là column rồi. Chắc chắn nó là column rồi. Thầy có thể thầy đặt col như này. Đó, col này col auto. Đó. Còn bên ngoài thì các bạn có thể đặt một cái row bao bọc hẳn ra bên ngoài. Đặt hẳn một cái row bao bọc hẳn ra bên ngoài. Chấm row. Ở bên trong mình sẽ có column. Cái con này thì đây là auto các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn muốn truyền đạt nó kỹ càng hơn, nó gọn hơn, nó nhỏ vào thì các bạn cần phải để ý một chút là giả sử thầy có một cái con như này. Con này là con auto. Sau đó chúng ta nếu mà chúng ta vào con SM, chúng ta muốn nó SM bao nhiêu. Ví dụ chúng ta muốn ở màn hình nhỏ thì chúng ta để nó là một sản phẩm chiếm 12 cột, đó là con SM12. Tiếp theo chúng ta để màn hình MD chẳng hạn, chúng ta sẽ để con SM6. Tiếp theo chúng ta vào màn hình LG là màn hình Na, chúng ta sẽ để con 3. Còn nếu mà vào màn hình lớn hơn nữa là con XL trở lên thì chúng ta sẽ để con 4 chẳng hạn, ví dụ vậy đó. Chỉ còn 4 cái class thôi là chúng ta đã nhìn thấy nó ok hẳn rồi đó. Các bạn nhìn thấy nó ngon lành hơn đúng không ạ? Thế bây giờ các bạn thấy là cái width bằng 300 này này là sẽ inline. Inline nó sẽ ghi đè những cái khác, mình không cần các bạn nhé. Mình chỉ để image width 100 ở bên kia là đủ rồi. Image width 100 đây này. Width 100%. Đó. Đó, các bạn thấy là nó không nhận đúng không? Thầy sẽ inspect này, ấn sản phẩm này, image này,
Image này nó không nhận. Thì các bạn có thể ghi vào cái phần toàn cục các bạn nhé. Ghi vào phần toàn cục, ghi vào phần index bên ngoài. Nếu mà ghi vào phần index bên ngoài mà nó không nhận nữa thì khả năng cao là mình sẽ dí thẳng một cái class vào đây. Dí thẳng một cái class vào ông image này cho nó nhận. Hoặc là cách nhanh nhất là mình có thể image đây là important đúng không? Important là cũng sẽ ok hơn. Đây các bạn thấy là nó không hề bị ảnh hưởng bởi cái ông app. Không hề bị ảnh hưởng bởi cái ông app luôn. Mới là thầy import chưa, import nhầm ở đâu. Mới là thầy có phải thầy import nhầm ở đâu không? Image này import nhầm không? Quay lại shop xem nào. Hình như là thầy import nhầm ở đâu đó. Nó lăn tăn mình sẽ cho nó class name để mình nhận cho nó dễ. Class name product image nhé. Vừa lấy thầy không đặt class name gì cả nên là post style nó hơi mệt. Chúng ta coi product image này. Xong bây giờ mình thấy là ông class này mà nhận thì chắc chắn là bên trong này sẽ nhận. Đúng không? À, đây là cái thẻ image thằng nào cứ code đi code lại bảo sao nó không nhận. Mệt hết người đúng không ạ? Thẻ image mình lại để class. Đó. Đúng ra nó phải như này đúng không? Nó phải như này. Mình nhìn nó chỉn chu hơn. Xịn sò hơn. Rồi. Để thế này thì ok hơn rồi. Đấy thì thầy sẽ tạm này thôi. Còn về sau thì các bạn có thể làm đẹp hơn, nhiều hơn. Hôm nay thì chúng ta có cái trang sản phẩm như này. Và chúng ta có lắp link. Khả năng chúng ta sẽ làm lốt phần trang chi tiết nữa nhỉ. Chúng ta bắt đầu từ 8 rưỡi và 20 giờ 10 rồi. Có làm luôn trang chi tiết không em? Hay là để thôi? Thôi để buổi sau. Thế nó cũng đơn giản đúng không? Lốt đi thầy ạ. Lốt luôn đi thầy. Lốt luôn nhá. Trang chi tiết thì chúng ta sẽ phải quay lại. Chúng ta tạo ra cái component chi tiết đúng không? Một cái component, một cái page chi tiết. Có thể có tạo luôn ở ngoài page này cũng được. Các bạn có thể là product detail .tsx tsrafce. Rồi cái product detail này thì chúng ta sẽ quay ngược trở lại app tsx này. Chúng ta cấy cho nó một cái round. Đương nhiên cái round mình sẽ để bên trên, đừng có để ở dưới lót 4x4 nhá. Chúng ta để ngay dưới shop này cho nó hợp lý này đúng không ạ? Trang trong sau trang shop này sẽ là trang shop ID chẳng hạn. Trang shop ID này sẽ hiển thị trang product detail. Detail, ok. Trong product detail ấy thì mình cần hiển thị chi tiết sản phẩm nên mình cần quan tâm đến cái 2.id này. 2.id nó sẽ là ID của sản phẩm. Vào trong đấy mình lấy cái gì thì mình tính sau. Thì các bạn thấy là mình có cần truyền sản phẩm vào không? Nếu không cần truyền thì thôi, mình cứ để này thôi. Bên này nhá, ấn thử này, ấn thử sản phẩm này để chuyển sang trang detail ấy. Muốn ấn được ấy thì vào trang shop này tạo ra cái link đúng không ạ? Các bạn đã bế nguyên cái image này, đặt một cái link giúp thầy. Catronic đặt một cái link giúp thầy. Rồi các bạn đặt như này. Và cái link này nó sẽ có cái thuộc tính là to đến image chi tiết ạ, đúng không ạ? To đến chi tiết. Mở ngoặc ra dùng cú pháp template string. Rồi trong này chúng ta sẽ có suộc shop, suộc ID đúng không? Suộc ID như này này. Những ID này nó là một biến. Chính vì vậy chúng ta sẽ khai báo là item dollar item.id. Các bạn nhớ là trong dấu template string ấy, thì mình sẽ viết theo kiểu ngày trước. Chúng ta viết template string là khai báo biểu thức, khai báo tham số, khai báo hàm, phải dùng đô la mở ngoặc nhọn. Còn trong JSX thì người ta chỉ dùng mở ngoặc nhọn thôi, chứ mình không dùng đô la mở ngoặc nhọn các em nhé. Không dùng đô la mở ngoặc nhọn. Đó. Thế khi mình đô la mở ngoặc ra này, mình sẽ có item.id bên trong này. Là link này đang báo lỗi. Ta đang bảo là cannot find name link, nó không biết component link ở đâu. Thì các bạn ấn Ctrl cách ở ngay đây, hoặc là các bạn ấn Command cách, hoặc là trên máy Mac nó là gì ạ? Xóa chữ đi viết lại thì nó sẽ import từ React Router DOM. Enter. Rồi, bây giờ ấn cái thẻ image vô là nó sẽ chuyển sang cái trang chi tiết cho mình. Và thầy làm luôn với cái tên của sản phẩm. Thầy muốn cứ ấn vào tên hoặc ấn vào ảnh thì đều chuyển trang hết. Là quá trời.
lag quá trời, import nó bị giật giật đấy. Rồi ok, bây giờ ấn vô là chuyển rồi, ấn vô iPhone X này. Đây là shop trang 2 này, hiển thị trang detail này, đúng không ạ? Bây giờ sang trang detail xử lý là xong. Kiến thức thì nó khá là cơ bản. Đấy, phần detail này chúng ta sẽ có cái component ở đây. Class name mình vẫn để gói vào trong, nó là cái container đúng không ạ? Container. Rồi trong này mình sẽ có thông tin chi tiết của sản phẩm. Thế thì trước khi mình có thông tin chi tiết sản phẩm ấy, mình phải làm một cái nhiệm vụ là mình lấy được sản phẩm ra đã. Thầy sẽ có con product đúng không ạ? Product set product yep. Bằng useState đúng không ạ? UseState. Một lần nữa lại dùng useState t product hoặc luôn. Cái này mặc định ban đầu nó sẽ nhận giá trị là mảng rỗng, nên chúng ta sẽ có kiểu là t product ở đây. Hoặc là nếu như chưa có dữ liệu thì mình sẽ để luôn. Thế thì mình sẽ cho luôn giá trị khởi tạo là luôn. Rồi sau mình có dữ liệu thì mình cập nhật sau. Đó, t product mình import từ bên trên rồi. Thế xong sau đó thì mình muốn lấy được sản phẩm ấy, các bạn phải sử dụng một cái hook có sẵn của React Router DOM, nó tên là uParam bạn nhé. Chúng ta sẽ có param đúng không ạ, bằng uParam từ React Router DOM. Các bạn viết thế này được rồi, không cần khai báo chi tiết bên trong đâu. Nếu các bạn cần lấy cái gì bên trong thì các bạn destructuring ra bạn lấy. Ở đây thì hoàn toàn chúng ta có thể lấy được ID này rồi. ID này ấy, là nó cùng với cái tên biến mà mình lấy ở bên phía bên kia khi mình khai báo cái router. Tên biến này này, biến ở đây nó là 2.id, thì bên kia mình lấy mình sẽ lấy ID đúng không ạ? Bên này mình lấy mình sẽ lấy ID. Nhớ nhé, luôn luôn là như vậy. Bây giờ các bạn có chuyển sang trang khác ấy, thì các bạn cũng sẽ lấy được ID ấy thôi. Các bạn có thể console log ra cái ID đấy cũng được. Hoặc các bạn có thể để cái ID đấy được. Đó. Bạn sẽ nhìn thấy này, số 2 đúng không ạ? Số 2 ở đây. Đấy, còn bây giờ đường dẫn nó là một cái số khác, ví dụ một cái sản phẩm MacBook Pro này có cái đường dẫn là shop 3 thì ID của nó bằng 6. Đấy, shop shop 6 thì ID nó bằng 6. Thầy xin lỗi nhá. Shop 6 thì ID bằng 6. Đây chính là ID của sản phẩm. Đó. Bây giờ mình từ ID này mình sẽ dựa UEFX cho mình get dữ liệu ra. Rồi, đến đoạn này thì thấy code nó cũng có cái sự lặp đi lặp lại rồi, thì thầy sẽ tái cấu trúc và xử lý bằng ASIOS. Đối với những bạn mà học các lớp mà các thầy chưa có dạy các bạn ASIOS thì các bạn chú ý vào đây một chút này. Chúng ta sẽ cấu hình bằng cách là tạo ra một cái chỗ nó tên là service. Service hoặc API đều được, các bạn có thể đặt nó là API cũng được. Thầy thì có thể thầy sẽ đặt là service chẳng hạn. Tức là nó là những cái nhiệm vụ nó liên quan đến cái việc gọi API, nhiệm vụ liên quan đến gọi những cái dịch vụ từ phía server đúng không? Trong này mình sẽ có những cái thông tin liên quan đến product, liên quan đến service. Giả sử như chúng ta có ASIOS, các bạn đặt là ASIOS cũng được nhé, hoặc là đặt là API cũng được. Rồi trong này mình sẽ import ASIOS from ASIOS. Rồi chúng ta sẽ dùng phương thức create của ASIOS để tạo ra một cái instance, tức là tạo ra một cái bản thí dụ đúng không ạ? Đặt nó là API được, hoặc đặt nó là instance cho đúng nghĩa được. Instance đó. Trong create này mình sẽ khai báo những cái đặc tính chung, base url 2.http suộc đúng không ạ, suộc localhost 3000 giả sử vậy. Đằng sau chúng ta sẽ có thêm những cái xử lý liên quan đến header chẳng hạn đúng không, các bạn cần thì các bạn sẽ custom thêm trong này. Thầy thường custom thêm với phần json, phần timeout được đúng không, sau đó chúng ta export ra nhé. Thầy sẽ export default. Rồi. Sau này thì bây giờ các bạn dùng ở đâu thì các bạn mang cái instance mình ghi nó lại, mình quay ngược trở lại mình xử lý. Bản thân cái trang app ấy, các bạn đã thấy mình đã từng xử lý một lần với lệnh fetch rồi. Bây giờ các bạn coi đây là một cái cách 1, mình sẽ được học luôn cả cách 2 luôn. Đây là cách 1. Thầy load lại. Bây giờ chúng ta sẽ làm luôn cách 2 bằng ASIOS các bạn nhé. Cách 2 thì mình sẽ làm như này. Thay vì mình viết cái lệnh ở bên kia thì mình sẽ viết cái lệnh ở bên này. Chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta sẽ viết
không có phép kiểu gen gen như này nữa, mà mình viết theo kiểu là async away cho nó dễ, hình dung cho nó dễ, và để mình cấu trúc nó sạch, code nó ngon lành, nó clean ấy. Thì theo ý thầy thì khả năng cao là cái ông service này mình sẽ cấu hình luôn cho cái ông product luôn, đúng không ạ? Các bạn hoàn toàn phải tạo ra một cái file nó tên là product service chẳng hạn, product.ts ở trong ông service. Rồi ở đây thì mình sẽ import cái instance vào để mình viết nó gọn vô, đúng không ạ? Rồi trong này mình cũng sẽ tạo ra những cái const async function. Ví dụ như get product thì mình sẽ có một cái async function như này. Trong này thầy sẽ try catch. Đương nhiên là khi mình xử lý bất đồng bộ mình cần phải xử lý async ấy, thì mình sẽ đi thêm cái cọc một try catch này để mình làm sao để mình hứng được cái lỗi, đúng không ạ? Hứng được cái lỗi xử lý cho dễ. Trong này các bạn phần catch mình có thể hoàn toàn return ra lỗi hoặc là mình có console log ra lỗi cũng được. Phần này thì mình chưa take care nhiều các bạn nhé. Còn trong này mình sẽ có phần data, đúng không ạ? Data bằng away, away instant, đúng không ạ? Instant get product để mình lấy toàn bộ danh sản phẩm. Ông get product này mình lấy được sản phẩm rồi mình sẽ return ra data. Return data. Get product này mình bế sang bên app mình xử lý. Đoạn này code bắt đầu thầy thì code hơi nhanh. Chúng ta thông cảm nhé. Code nhanh thì giải quyết được cái vấn đề là nhiều bạn sẽ đỡ buồn ngủ hơn, đúng không? Rồi, trong chỗ này thì các bạn biết trong user effect ấy, các bạn sẽ viết theo kiểu cú pháp IFE cũng được. Các bạn giúp thầy viết một cái async như này. Đấy, async này nó có một cái function bên trong, đúng không? Mũi tên như này. Ở trong mũi tên này mình sẽ const data, đó, const data. Data này nó trả ra từ từ cái hàm mà mình đã định nghĩa bên kia, bên product này, export nó ra các bạn nhé, để bên kia người ta sử dụng. Hay sang bên này export nó ra. Đó. Bây giờ ông này ông không có tham số truyền vào thì mình chỉ gọi đơn giản như này thôi. Sau đó thì xong bên trong này thì mình sẽ set product data như này. Vậy là xong. Cách hai thôi, hai dòng thôi, và mình thấy code nó clean hơn rất là nhiều. Thầy xem kết quả ổn không? Đó, sản phẩm nó vẫn ra bình thường, đúng không? Sản phẩm nó ra bình thường. Thì bây giờ mình quay sang mình xử lý là với mình console log ra số 6 này, là cái ID của sản phẩm ấy, tức là vào cái trang chi tiết này. Bây giờ mình cũng làm một cái hàm tương tự như thế, nhưng mà mình làm một cái hàm với cái sản phẩm chi tiết thấy theo ID. Nên là chúng ta sẽ vào cái phần service này, chúng ta bế nguyên cái hàm này xuống dưới, chúng ta copy paste, tạo ra một cái hàm chuyên để get một sản phẩm, bỏ chữ S đi, nó là số ít, truyền vào ID, đúng không ạ? Chuyển vào ID, ID này có thể là string, là number, thầy cứ cho nó là number đi. Rồi trong cái ID này mình sẽ get, mình đặt nó vô đây, dùng cú pháp theo một string để đưa cái biến vào nhé, suộc đô la mở ngoặc ra ID. Và đây là cái dữ liệu theo từng ID của sản phẩm. Rồi, get product này mình bế sang trang chi tiết mình xử lý này. Các bạn lại cũng làm easy như vậy, thay vì mình console log ấy, mình lại UI fetch, đúng không ạ? UI fetch. Rồi, trong này lại có một cái callback, đúng không ạ? Có cái callback. Trong cái callback này lại dùng IFE giúp thầy. IFE nhé, cú pháp này gọi là cú pháp IFE. IFE. Đấy, nó gọi là một cái hàm expression được thực hiện ngay khi khai báo. Ở trong cái hàm này thì ở cái vòng tròn đầu tiên mình sẽ khai báo cái hàm cần phải xử lý. Còn cái vòng tròn thứ hai nó chính là cái lời gọi hàm. Trong này mình lại const data bằng await get product. Xóa chữ S đi. Rồi set product này cũng chỉ có một chữ, không có chữ S, đúng không ạ? Thế thôi. Thế sau khi mình set xong thì mình sẽ bắn cái dữ liệu ra cho người ta nhìn thấy. Get product này thầy có import nhầm không? À, thầy import đúng rồi, nhưng thầy phải chuyển ID, đúng không? Chuyển ID cho. Rồi, ok. ID này thì nó nhận giá trị là string hoặc undefined, nên nó không thể nào gán cho kiểu dữ liệu ở number được. Các bạn nhớ nhé. Chính vì thế nên là thôi thầy sẽ mặc định là ông ID này có cái kiểu dữ liệu nào đấy, thầy sẽ khai báo const ID vào trong này.
Một là các bạn khai báo cái vế bên này cũng được, hai là các bạn khai báo cái vế bên này. Còn cái vế bên này thì thông thường chúng ta biết là nó trả ra ID nên mình sẽ có cái object bên trong, mình khai báo ID bên trong này. Đấy thì khai báo ID bên trong này thì nhìn nó cũng hơi rối mắt. Thông thường các bạn khai ID bên trong này nhìn nó hơi chối. Đấy còn nếu mà các bạn muốn tách nó hẳn ra, tách nó giản ra thì các bạn có thể để riêng sang bên kia được, để riêng sang bên này được. Đây là cú pháp destructuring rồi nên là thầy sẽ đặt một cái ID bên trong này, có cái ID, cái ID này thì lần đầu tiên nó là string với number, nó không assign cho number được. Thì mình sẽ như này. Một là các bạn sẽ yêu cầu nó bắt buộc có, hai là các bạn để thêm dấu cộng để mình chuyển hóa cái chuỗi thành cái số giúp thầy nhá. Chúng ta thêm dấu cộng này có nghĩa là bắt đầu nó là string, xong là chúng nó thêm dấu cộng nó phát nữa thì chúng ta sẽ chuyển hóa cái chuỗi. Bình thường cái ông use param này ông sẽ lấy từ bên param đả xuống, và ông này mặc định nó sẽ là cái chữ nhá. Ví dụ chúng ta lấy được cái chữ này, cái chữ 6 các bạn nhá, chứ không phải số 6. Và bây giờ mình muốn chuyển sang số để mình khớp với cái kiểu dữ liệu của ID của cái sản phẩm trả ra ấy, thì mình thêm dấu cộng. Và các bạn thêm dấu chấm than đằng sau giúp thầy. Đây là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất rồi. Chứ còn khai báo kiểu dữ liệu cho mỗi ông ID này thì nghe nó rất là vớ vẩn, nó mất thời gian ra đúng không ạ? Thì chúng ta thêm dấu chấm than nữa có nghĩa là gì ạ? Bắt buộc ông này phải có. Có nghĩa là chúng ta không cho ông này có trường hợp bị undefined, để tránh trường hợp away guest product nó không lấy được. Sau khi mình lấy được rồi mình sẽ set product data. Data này là lấy từ JSON server trả về. Sau đó mình được sản phẩm thì mình sẽ đưa nó vô đây đúng không ạ? Đưa nó vô đây. Ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cú pháp liên quan đến đến Bootstrap để chúng ta giao diện nó đẹp hơn. Giả sử như bây giờ thầy sẽ khai báo là có product thì hiển thị product, không có product thì hiển thị là loading, hoặc là sản phẩm không tồn tại cũng được. Các bạn hiển thị là sản phẩm không tồn tại. Đây nó là chỉ là cái cú pháp toán tử ba ngôi thôi, không tồn tại. Ok, thế đây thầy sẽ hiển thị ra title, ảnh, mô tả và giá, ví dụ vậy. Ấn này, khá là ok đúng không ạ? Ấn sản phẩm khác cho nào, ấn này, thấy nó cũng bình thường đúng không? Chúng ta thấy cũng khá là dễ. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong cả trang chi tiết và hoàn thành xong cả trang danh sách trong buổi học 2 tiếng ngày hôm nay từ khi chúng ta khởi tạo dự án ban đầu. Mọi người có giao lưu gì mọi người chat hay không chat cho thầy, trong thầy sẽ chữa bài luôn, thắc mắc gì thầy sẽ giải đáp luôn trong tối nay. Những cái comment này thì nó cũng khá là đơn giản, nó khá là đơn giản tại vì đều là những khái niệm mà chúng ta học từ ICMA rồi. Thầy hy vọng là chúng ta không hiểu thì chúng ta phải đặt câu hỏi thường xuyên hơn để chúng ta nắm bắt bài nó kịp với các bạn khác. Footer thì các bạn có thể sẽ thêm cho footer nhé. Thông thường header footer thầy gói nó vô là tại vì về sau thầy còn muốn phát sinh là chúng ta có footer.module.css đúng không ạ? Thầy hay để là module.css như này. Xong chúng ta sẽ import vô đây để chúng ta cấu hình cho cái ông footer. Đó. Giả sử chúng ta có một cái class name là footer thì nhiều khi các bạn có thể chưa hình dung được là về sau dự án lớn nó sẽ bị phức tạp hóa vấn đề lên. Nên là người ta mới dùng CSS module from footer module.css. Rồi từ đấy thì các bạn hoàn toàn có thể có một cái ông tên là footer trong này. Các bạn module hóa nó đúng không ạ? Quyết 100% đúng không? Đó, ví dụ thầy sơ sơ vậy đúng không? Thầy để background color là thằng 000 đi đúng không? Color là thằng FF thôi. Cái này mình chỉ làm đơn giản sơ sơ thôi, không cần phải lằng hoằng nhiều.
sau là bên này mình chuyển hóa theo footer là thành module, nên chúng ta sẽ sử dụng cái cú pháp để truyền vào một cái biến, nó là style chấm gì ạ, style chấm footer. Rồi, copyright này mình đặt vào một cái thẻ div bên trong nữa, div hoặc là một cái thẻ h cũng được các bạn nhé, div hoặc một cái thẻ h cũng được. Rồi, ok, chấm footer chấm module chấm fcrs cơ, fcrs. Các bạn thấy cái footer của thầy chỉ cần thế này thôi, không cần quá là rườm rà đẹp đẽ đâu các em nhé, nó chỉ cần đơn giản thôi, cần chi tiết này, đơn giản thôi. Nếu mà chúng ta muốn fix vào đáy của cái trang web ấy, thì chúng ta cũng fix được thôi, chúng ta hoàn toàn có thể position fix đúng không ạ, chúng ta hoàn toàn có thể position fix được để lúc nào nó cũng dính xuống cuối cùng của trang ấy. Ô, cái này nó chạy liên tục này, cái này chạy liên tục này, nó đơ này. Ê, chạy liên tục là do cái phần detail của mình bị lỗi, UFX của thầy bị thiếu dependency. Chúng ta thêm ngoặc vuông vào, một tí đơ máy bây giờ. Rồi, khi chúng ta thêm ngoặc vuông vào thì chúng ta mong muốn là khi ID thay đổi thì load lại dữ liệu, nên thầy truyền biến state là ID ở đây. Còn nếu không thì các bạn cứ mặc định là cứ vào thì render lại cũng được. Ở mặc định thì như thế thì nó sẽ dễ xử lý hơn. Còn nếu mà các bạn có ID như này nhé, use param lấy được ID, lấy được ID xong lại gọi ufetch, ufetch trong render dữ liệu, render dữ liệu xong lại const ID bằng uparam, thế xong là nó lại chạy lại, thế thì toang đúng không ạ? Chúng ta để render một lần thôi, để một lần như này thôi. Cố gắng đừng để xảy ra cái trường hợp bị render liên tục các bạn nhé. Position fixes bottom không, đó, thay cho nó dính xuống đáy của cái trang web đúng không ạ? Đây, nhìn thầy nhé, đợi tí nó render, nó load lại. Sau khi chúng ta xây dựng được một cái trang cơ sở như này, đây, cái footer của thầy đen xì đây, luôn luôn nó nằm dưới đáy website đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là chúng ta có được trang danh sách và có được trang chi tiết. Trang danh sách này thầy bố cục theo kiểu là trang bán hàng, để hoàn toàn chúng ta có thể thêm một cái bottom mua hàng được, nên là đầy đủ ngày hôm nay kết thúc. Chúng ta có thể thêm một cái bottom ở phần dưới cùng này được đúng không ạ? Cái bottom có cái class name, nó là btl, btl success hoặc secondary được, hoặc là thầy sẽ dùng cái thằng primary đúng không, primary và add to cart đúng không ạ, to cart. Đương nhiên click vào thì mình sẽ phải làm một tính năng dò hàng đó. Nó hơi bé đúng không, width 100 để cho nó màu, v kép gạch ngang 100 để cho nó rộng 100% đó. Đây là thầy được một cái giao diện cơ bản, và đối với thầy cái giao diện như này là đã đủ điểm giao diện rồi nhá. Chúng ta không cần phải quá đẹp, miễn sao đừng để nó xấu quá là được. Cơ bản thôi các bạn nhé. Nếu mà các bạn thấy mấy cái ông này nó không tách nhau ra, các bạn có thể đặt gutter, gutter cho bootstrap ấy. Gutter của bootstrap ấy. Lỡ làm rồi thì làm nốt cho các bạn, không lại các bạn lại bảo là thế này nó vẫn xấu. Ok, thì làm nốt ông gutter này các bạn nhé. Các bạn đặt là GX5 hoặc GX3 hoặc GX2 vào trong cái thẻ bên ngoài cùng. Thẻ bên ngoài cùng cho phần row ấy. Vào phần trang shop đúng không? Chúng ta đang có trang shop. Đây này, chúng ta có phần row này. Các bạn đặt giúp thầy GX5 để nó tách ra một tí, các sản phẩm nó đừng có dính vào nhau. Đợi thì nó load lại. Đó là đơ đơ. Nhưng nó GX5 nó chưa nhận đúng không? GX5 ở row đây đúng không? Hình như là vừa lại thầy đã xử lý refresh cái chỗ này rồi nên nó bị stơ thì là chúng ta responsive này, kéo nhỏ này đúng không? Kéo nhỏ này. Đó. To hơn tí nữa thì nó lại bị tràn ra thành 4 sản phẩm.
Đó. Đây là đề này, trường hợp này là 3 sản phẩm. Nhỏ hơn tí nữa là 4 sản phẩm đúng không ạ? Nhỏ hơn tí nữa là 2 sản phẩm. Trong đoạn này thầy đặt ngược. MD6, CONG4 và CONXL phải là 3, hơi ngược tí. Thế này 2 này. Nhỏ hơn thì sẽ rơi vào 4 sản phẩm. Như vậy là chúng ta hoàn thành cái bài hôm nay. Còn cái phần thêm, phần sửa và phần xóa thì có lẽ là để buổi sau các bạn nhé. Còn 50 bạn ngồi trong này thôi. Hồi lúc này tự nhiên dụng mất 20 người. Dụng mất 20 người rồi. Thầy đây là thầy hỏi với là thầy mở lại trang web rồi đúng không ạ? Trong giao diện này hả? Ừ, đấy giao diện đấy. Đúng ạ, ở đây 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 đây. Làm sao để cái button add to cart nó cùng nằm dưới cùng ạ? Kiểu nằm thẳng vào hàng dưới cùng ạ? Mình muốn tụt xuống dưới cùng đúng không? Ok. Thế thì bây giờ mình hình dung là cái ông này nó là cái content đúng không? Cái content nó bao gồm bọc bên ngoài, cái bottom nó chỉ là phần con của content thôi. Em nhìn cái content này. Mọi người đợi bạn này phần giao diện tí nhé. Thì cái content đây. Từ từ thầy tắt cái cam thầy đi cho nó đỡ giật. Đây chúng ta có cái phần shop này. Rồi chúng ta có cái phần app này. Trong phần app các bạn để ý này. Thầy đã lỡ CSS vào trong phần app này. Thực ra các bạn nên tách nó ra. Phần này là phần của ông shop nên là thầy để lẫn vào đây thì thực ra nó cũng không hay lắm đâu. Đúng ra thì các bạn nên tách nó ra. Thôi thầy để tạm đây vậy. Trong một content này ấy, nó có chứa một cái button. Cái button nó chỉ là con thôi. Nên chính vì thế nên chúng ta sẽ dựa vào ông cha để định hình vị trí ông con. Giả sử trên này các bạn có thể là có cái phần position. Nó là relative. Bên trong con này mình sẽ position absolute. Các bạn còn nhớ cái này không? Có nhớ cái kiến thức này không? Bottom không, tức là cho ông này là dính xuống đáy và đáy là đáy của ông cha. Như vậy là relative ấy, là cái position là cái đối tượng bên ngoài, là đối tượng bao bọc bên trong. Và khi chúng ta absolute ấy, thì chúng ta sẽ phải xử lý sao ạ? Xử lý sao cho cái phần tử này ấy, bị phụ thuộc vào phần tử gần nhất bao bọc nó mà có cái thuộc tính position các bạn nhé. Đó, chính vì vậy nên là bây giờ chúng ta nếu chúng ta vẫn chưa vững kiến thức này, chúng ta sẽ xử lý lại cái phần, mình sẽ xử lý lại cái phần CSS này. Đó. Các bạn nhìn này, sau khi thầy để position phát là nó dính hết xuống dưới đúng không ạ? Nó dính hết xuống dưới. Tại vì sao ạ? Tại vì cái phần product content của thầy ấy, trông nó hơi bị méo. Đây, phần product content này, thầy hover này. Đó. Nhưng bên này nó lại ngắn hơn này, nó lại ngắn hơn. Đó. Thế thì bây giờ ấy, mình muốn dính vào mà mình không muốn dính vào content thì content nhìn nó không đẹp lắm. Content thì có cái sản phẩm thì cái mô tả nó dài, cái tên nó dài. Còn có cái content thì cái sản phẩm nó ngắn, cái tên nó ngắn. Thế thì mình để cái nút bấm này nó phụ thuộc với ông cha đi, đúng không? Phụ thuộc với ông cha đi. Cái ông cha tức là cái ông bên ngoài nữa cơ. Thì mình sẽ để cái position ra bên ngoài là xong. Catronic này. Đó. Đấy các bạn thấy này, tất cả dính hết xuống đáy nhá. Nhưng mà chỉ vì bên trong này có một cái đoạn margin, cái bottom này nó cũng đã có một cái đoạn gì ạ, nó bị chứa bên trong, nó bị margin, thế này nó bị lệch sang một bên. Đó. Thế thì cách xử lý nhanh nhất là các bạn để margin âm, còn cách xử lý mà nó thông minh hơn và nó chính xác hơn ấy, thì các bạn phải làm sao để cái đoạn margin này nó không ảnh hưởng cái bottom bên trong. Đó. Cách xử lý thì nó phụ thuộc vào cái ông cone bên trong này, ông cone này thì hiện tại thầy đang để lẫn với product card. Nếu mà thông minh hơn thì thầy sẽ để tách nó ra. Thầy vừa lấy thầy cốt loằng toằng cho nó nhanh, cho nó xong. Thế còn nếu mà ngay từ đầu mà các bạn stress thì các bạn sẽ đang chẳng sốt đâu. Các bạn sẽ bấy nguyên product card đặt ra bên trong, đặt bên trong nữa. Ví dụ thầy sẽ có một cái thẻ deep. Đó, class name card như này. Xong các bạn mấy bế những cái nội dung cần hiển thị bên trong. Đợi thầy xíu nhé, thầy sẽ chuyển hóa lốt chỗ này cho bạn ấy nhìn cho dễ hình dung. Đó, thì bây giờ nội dung thì cái ảnh nó đã tràn viền rồi và nội dung content bên trong nó cũng đã tràn viền rồi. Thì bây giờ những cái thẻ của mình nó sẽ dài ngắn khác nhau. Thì bây giờ mình chỉ xử lý lốt cái loop là xong. Đấy, chuẩn ra thì chúng ta nên làm như vậy. Lúc thầy CSS thì thông thường là
cũng tùy vào nhu cầu. Nếu mình muốn làm kỹ thì mình sẽ kế hoạch kỹ ở cái phần này, còn mình không làm kỹ thì mình cứ làm sao để nhìn nó tạm ổn thôi. Rồi, trông nó sẽ như này. Đây phần content đây, width 100 này, width 100 này không ổn nhỉ. Thầy sẽ bỏ width 100 trong cái nút bấm đi. Và bottom này thầy sẽ để width khoảng độ 60%. Thế cho nó ổn. Cái nút bấm đâu nhỉ? Nút bấm của thầy chỗ nào nhỉ? Ừ, ở trong shop này đúng không? Đây, thì bỏ cái chỗ này đi. Đó. Ê, thì nó lại còn vẫn bị lòi ra ngoài. Từ từ để thầy check lại xem product content tại sao lại lòi cái nút ra ngoài. Ông product content này ông không bọc được cái nút. Thầy đang chưa hiểu tại sao lại không bọc được cái nút. Chúng ta có một cái thẻ div ở đây nữa này. Vậy là thầy bị đóng 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 nhầm thẻ này. Rồi, các bạn để ý nhé, thầy bị hình như là thầy bị dư mất một cái thẻ deep. Chưa hiểu tại sao chỗ này nó lại không ôm trọn cái đống này vào. Nếu mà các bạn xét kỹ thì các bạn product content, các bạn xử lý lại phần product content giúp thầy một chút. Chúng ta để nó rộng ra một chút để hẳn một cái hay cụ thể cho nó chi tiết. Cái ảnh mình cũng nên để cái hay cụ thể luôn đó, để cho nó chính xác. Phần này nó chỉ là phần CSS thôi các bạn nhé, như vậy là tạm ổn rồi. Rồi thầy xử lý hộ các bạn thêm một số cái nữa. Trần Duy Khánh gợi ý thầy là flex column justify content between cho product card. Đó cũng là một giải pháp em nhé. Nếu mà mình justify content between thì nó sẽ căn ra, văng ra đúng không? Nó sẽ văng ra. Justify content between là nó sẽ văng ra hết các cạnh và các phần tử nó sẽ cách đều nhau đó. Ok, bạn Duy hỏi thầy là thầy ơi cái const id tại sao lại phải vứt vào dấu ngoặc? Đấy là cú pháp destructuring. Nếu mà bạn không 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 có vứt vào dấu ngoặc thì trông nó sẽ như thế này. Thầy sẽ demo lại trang chi tiết. Param của mình nó là một cái tham số truyền vào đường dẫn, và trong param này nó là một object chứa rất nhiều thông tin bên trong, nên ở trong này nó có thể có rất nhiều cái khác các bạn nhé. Nếu các bạn đặt nó là param như này và destructuring ra, tạm thời mình sẽ bỏ qua cái dòng này đi, kệ nó báo lỗi đi đúng không ạ, thì các bạn sẽ destructuring cho bạn console.log cái công param này. Được quá, các bạn sẽ thấy nó là một cái object các bạn nhé, nó là một cái object. Bây giờ mình console.log ông param này, canonify object cái gì đây. Thế bây giờ mình quay sang kệ bên dưới báo lỗi đi, tí mình sẽ sửa lại sau. Mình qua ông app này, giả sử như là thầy không có truyền mỗi ID, thầy truyền nhiều cái phức tạp hơn ở trong này để cho các bạn cùng nhìn. Giả sử thầy có ID, có suộc kt, suộc một cái là brand chẳng hạn. Ví dụ vậy thôi, thực ra cũng không ai truyền như này cả. Truyền này nghe nó ố dề lắm, nó dối đúng không ạ? Thì bây giờ thầy truyền thử nhé. Rồi thì có đường dẫn này, suộc shop này, suộc một cái ID là như này đúng không ạ? Suộc tiếp một cái kt là áo lam đúng không ạ? Suộc tiếp một cái nội dung nữa là brand là gì ạ? Áo lam của một cái thương hiệu Gucci gì đấy đúng không? Gucci. Thì tất cả những cái tham số này nó đều đi vào một cái đối tượng nó tên là param hết. Và bây giờ các bạn ấn thử, các bạn chạy thử này, enter đó. Em nhìn nhé, em nhìn kỹ phần console.log này, đừng có để ý lỗi, thầy đã cố tình để cho nó lỗi rồi. Chúng ta để ý này, đây chính là param. Param chính là một object chứa rất nhiều thuộc tính bên trong, nhưng mình chỉ cần lấy ID thôi. ID chính là 723623 gì đây này.
thì mình destructuring ra, mình mở cái quặc nhọn ra và mình lấy cho người ta cái thuộc tính là ID bên trong. Đây là cú pháp destructuring. Còn mấy cái này là thì bịa ra thôi. Đó. Bạn hiểu chưa? Duy Duy hiểu chưa Duy? Nó là object trong mình lấy thuộc tính bên trong thôi. Đây là trong này mình truyền một cái thì mình nói nhỏ với nhau mình biết là ở trong này mình biết trước có ông ID này rồi, tại vì bên kia mình khai báo ID mà. Thế nên là mình lấy luôn, mình không cần phải kiểm tra nó có hay không nữa. Đúng không? Mình tự viết ra thì mình tự biết là nó có rồi. Rồi ok. Cái probe này không dùng thì bỏ đi các em nhé. Probe này không dùng thì bỏ đi. Nó lại càng ngày nó lại càng đơ này. Mọi người ủng hộ thầy cố gắng gọi là làm sao để mình học hiệu quả nhất có thể, xong là chúng ta sẽ có nhiều cái kiến thức và chúng ta sẽ ra trường và sẽ có job ngon bắn lại cho thầy để thầy đi làm, thầy kiếm tiền mua cái MacBook khác nhé. Máy này chán lắm rồi. Mua máy mới. Chứ máy này chán lắm rồi các em ạ. Đầu đầu tư thế thôi, đầu tư thôi thì Lương 5 triệu cậu đầu tư kiểu gì không? Rồi, để thầy đọc xem từ nãy giờ có ai hỏi gì thầy không thì thầy trả lời luôn. Cái ngoặc rồi ngoặc của bác ID ở cái câu đấy thầy trả lời rồi. Thầy có thể giải thích cái giá trị product đọc bọc trong state để kiểm tra sai khi truyền probe tra vào. Cái giá trị product bọc trong use state là sao? À đây, ok, bạn ấy bảo là cái chỗ này đúng không? Ok, thầy sẽ giải thích luôn nhé. Use state nó có một cái giá trị khởi tạo là trong cái dấu ngoặc đơn này này. Cái dấu ngoặc đơn này bên trong nó có một cái giá trị state khởi tạo, nó gọi là initial state. Đấy, thì cái giá trị khởi tạo này thầy đã để nó là null, tức là mặc định nó là rộng không. Đấy. Thế nhưng mà về sau khi nó có giá trị ấy, thì nó sẽ có kiểu giá trị là gì? T product. Chính vì thế nên là nó có hai trường hợp. Trường hợp khi nó chưa có dữ liệu thì nó là null. Trường hợp có dữ liệu rồi thì nó phải có kiểu dữ liệu là T product. Chính vì vậy thầy đã khai báo là mở ngoặc nhọn ra rồi khai báo kiểu giá trị cho cái ông initial trong này. Thực ra trong này nó có một cái biến tên là biến khởi tạo, giá trị khởi tạo. Và trong này ấy, mình sẽ khai báo theo kiểu đóng mở ngoặc nhọn như này, xong rồi khai báo kiểu dữ liệu cho nó. Thì để dùng dấu suộc ở đây tức là cái sự kết hợp giữa T product và null thôi. Thực ra thì cái kiến thức này chúng ta đã học từ những cái buổi đầu tiên, không biết là các bạn có thấy ở trong giáo trình không, hoặc là các bạn có nốt lại thành một cái hệ thống ghi nhớ không? Chúng ta cứ code nhiều thì chúng ta sẽ nhớ như thế này. Từ từ để thầy mở lại cho bạn nhìn. Đơ quá. Rồi, đến đoạn này thì chắc là chúng ta cũng hình dung được rồi. Thầy sẽ mở lại lý thuyết một chút. Chúng ta hôm nay chúng ta học khuya một chút nhé. Còn một vài bạn đi ngủ sớm rồi thì thôi vậy. Phục vụ mấy bạn này giải đáp luôn. Mọi người thấy buổi học hôm nay nó nhanh hay chậm, có ok không? Thầy đang phải tua nhanh hơn không thì sợ đến 12 giờ không xong. Nhanh hay chậm gõ vào khung chat giúp thầy nào. Đây, thầy có nốt lại cái kiểu dữ liệu mà khai báo bằng dấu hai chấm, nó gọi là type annotation. Đó. Thế còn những kiểu dữ liệu cơ bản nó là những kiểu dữ liệu mà không có cái sự phối hợp, không có sự mix trộn giữa các kiểu dữ liệu với nhau, kiểu number, kiểu string, kiểu boolean, kiểu object, kiểu array, kiểu tuple, kiểu any và kiểu void. Any là cái gì cũng được đúng không? Void là một cái hàm mà nó không có trả về, nó không có return, hoặc là nó trả về một cái không rõ ràng, return không thôi đúng không? Thì nó sẽ có cái kiểu dữ liệu trả về là void. Rồi, bây giờ mình quay sang mình có những cái kiểu 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 viết dữ liệu như nào. Thì cái kiểu viết dữ liệu đóng mở ngoặc và bên trong có cái TypeScript ấy, đóng mở ngoặc bằng cái dấu nhỏ hơn lớn hơn đấy, dấu nhọn nhọn đấy. Thì mình gọi đây là generic, tức là kiểu tham số. Khi chúng ta khai báo kiểu tham số ấy, chúng ta viết ngay đằng sau cái tên biến hoặc cái tên hàm. Ví dụ bây giờ mình có use state nó là tên hàm. Hàm này nhận vào một cái tham số thì chúng ta viết mở ngoặc ra t gì gì đấy, ví dụ probe hoặc là như thầy nói là t product,
thì đây nó chính là kiểu khai báo kiểu generate các bạn nhé, generate. Đấy. Còn đâu chúng ta có một số cái khác kiểu như intersection hoặc là Julian style, thì ở đây thầy đã ghi bằng tiếng Việt cho chúng ta dễ nhìn, nó là kiểu giao điểm hoặc là kiểu liên minh. Kiểu giao điểm có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ kết hợp nhiều kiểu dữ liệu với nhau. Ví dụ ID 2.number suộc string, suộc dọc ấy, số dọc ấy. Như vậy nó nghĩa là number hoặc string đều được. ID là number hoặc string đều được. Người ta gọi là kiểu giao điểm. À, người ta gọi là kiểu gì ạ? Kiểu kiểu liên minh đúng không? Thế còn kiểu giao điểm là cái dòng và này, dòng lối với nhau. Ông phải là có cái sự kết hợp giữa cả person và address để tạo ra một cái kiểu dữ liệu xuyên suốt, nó gọi là person with address đúng không ạ? Liên minh tức là và, còn giao điểm tức là hoặc. Chúng ta hiểu đơn giản như vậy là được. Thế còn trong liên minh thì nó một cái kiểu, nó có một cái kiểu nho nhỏ đúng không? Một cái kiểu, một cái dạng đặc thù hơn, nó tên là literal type. Khi chúng ta khai báo mà chúng ta có một số cái tùy chỉnh, ví dụ như giới tính thì chỉ có là nam hoặc là nữ hoặc là giới tính thứ ba, thì chúng ta khai báo là gender bằng male, female hoặc là other đúng không ạ? Hoặc là in marriage, hoặc là bạn là độc thân, hoặc là bạn đã kết hôn chứ không có cái trạng thái khác đúng không? Cái này nó là cái kiểu literal type. Thầy dạy luôn CROD có mà đến đêm em ạ, 10:30, 10:50 rồi này. Thôi rồi, thầy gửi các bạn cái link Zalo nhóm lớp mình nhé, nhóm nhóm mà thầy hướng dẫn các bạn. Thì nếu các bạn còn muốn học TypeScript với thầy thì các bạn cứ vào đấy, xong thầy sẽ gửi lại các bạn cái bộ tài liệu mà thầy chuẩn bị riêng cho các bạn, riêng cho lớp thầy, và thầy sẽ share thêm những cái nội dung học tập khác liên quan đến Git deploy hoặc là liên quan đến việc làm sao để học tốt môn JavaScript, môn TypeScript, và xa hơn có thể gọi là làm sao để học tốt được lập trình. Nói chung là không phải là thầy không không muốn dạy các bạn đâu, mà là chúng ta muốn đi xa thì chúng ta phải kiên trì và liên tục, chứ không thể nào một đêm mà thành mà thành người siêu sao được. Hy vọng là thời gian tới mọi người sẽ tiếp tục tham gia. Thầy gửi các bạn cái Zalo nhé. Thực ra bây giờ còn khá ít bạn nên đa số các bạn out hết rồi. Thầy sẽ gửi các bạn một cái Zalo để chúng ta vào để chúng ta có thể chúng ta sẽ qua đấy, rồi chúng ta cần hỏi hoặc chúng ta cần feedback hoặc chúng ta cần giao lưu cái gì thì chúng ta qua đây chúng ta hỏi. Trước đây thầy cũng hay nhắn tin riêng hỗ trợ cá nhân rất nhiều sinh viên, nhưng mà nó dẫn đến một cái kết quả là thầy không có nhiều thời gian để thầy hỗ trợ riêng nữa. Không có nhiều thời gian để hỗ trợ riêng đâu em ạ, bận lắm. Nên là thầy đã tạo ra một cái nhóm cho chúng ta học tập trong này. Đấy, trên khung chat em ơi, có thể ghé qua đấy nhá. Một số bạn đang học TypeScript thầy cũng có thể ghé qua đấy để đặt câu hỏi trong đấy nhá. Trong đấy các bạn có thể chat và giao lưu liên quan đến việc học tập, tâm sinh lý tình cảm. Mở mic lên được không? Được, em mở mic đi. Trong này thì các bạn để ý một chút là chúng ta toàn là sinh viên và cả anh chị đi làm nữa. Chúng ta cần hỏi thì chúng ta sẽ hỏi câu chuyện ở trong này. Rồi những cái bài viết, những cái chia sẻ thì thầy sẽ chia sẻ thêm vào một cái nhóm để chúng ta ghim những cái bài viết giá trị vào trong đấy. Ở trong này thì các bạn thấy là cũng feedback thường xuyên lắm. Thì hôm nay như vậy là thành công rồi. Buổi sau thầy sẽ dùng React Hook Form để chúng ta xây dựng CROD. Và rồi chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những kiểu dữ liệu và đi sâu hơn vào xử lý sự kiện. Thậm chí là chúng ta sẽ phải validation được cái form của mình. Nếu như làm nhanh thì chúng ta sẽ làm được cả đăng ký đăng nhập nữa. Như vậy là 4 tiếng học với thầy nó là một cái công cuộc rất nhiều kiến thức cần phải đi qua các bạn nhé. Nên là chúng ta cần phải chịu khó lên. Cái phần code này thì chúng ta lên xem lại record và lên gõ lại từ đầu. Tại vì phần này nó cũng khá là dễ. Còn để đến 1-2 buổi nữa thì thầy sẽ gửi lại cho các bạn vào buổi thứ 2 nhá, buổi thứ 7 ấy, tức là buổi tutorial thứ 2 nó rơi vào thứ 7. nghe nó hơi khó hiểu. Nhớ là buổi sau phải tham gia tiếp nhé.
để nó đỡ lãng phí cái buổi hôm nay. Buổi sau là bao gồm nhiều kiến thức khó hơn, buổi hôm nay nó chỉ là cơ bản và tinh chỉnh thôi. Rồi buổi sau thì nó sẽ đập bập vào một cái phần CROD, và CROD nó sẽ có form và nó sẽ có cả phần đăng ký và đăng nhập. Nhiều khi đến hôm đấy chúng ta sẽ ngồi với nhau đến 11 giờ tối nhá. Xưởng thì đáng ra thứ bảy thầy sẽ phải vận hành xưởng, nhưng mà chúng ta ưu tiên cho các bạn sinh viên học tốt và làm tốt môn trên lớp trước. Chúng ta cứ học tốt và có điểm tốt. Còn bên xưởng thầy sẽ điều chỉnh sang chủ nhật hoặc là điều chỉnh sang một buổi khác các bạn nhá. Các bạn bên xưởng thông cảm giúp thầy nhá. Chúng ta đang căn ke là tất cả các buổi tối thầy đều bận hết rồi. Ok. Rồi hôm nay thì kết thúc rồi, đến đây thôi. Có cần gì trao đổi giao lưu thì vào trong nhóm giao lưu. Cứ cốt lại đi, gặp bug thì chụp gửi vào đấy. Rồi cảm ơn các bạn. Thầy ơi có thể roadmap cái phần kiến thức custom hook thầy giảng trên lớp được không? Được em nhé, thầy sẽ lốt lại. Ok, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon, mơ đẹp. Sáng mai K1 dậy nhớ đi học đúng giờ nhé. Đặt báo Em thức. chào thầy. Em chào thầy. Em chào Ok. Chào các bạn nhé. thầy. Em thầy ạ. Em thầy. Bye 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 thầy. Ok, chào Toàn, chào Dung, Em thầy ạ. chào Tuấn, Em chào thầy ạ. chào các bạn. Tiêu đề của con ạ. Em chào thầy. Chào Dung nhé.